Dù không phải cao thủ vô địch. Này cứu ta đi, cứu ta với, tay ta đang bị kẹt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đừng đi. Chỉ chơi một trò chơi mà lại bị xuyên không, lại thành hoàng tử của nhà Tần. Định đoạt ngai vàng bằng chiến tranh, triều thần hỗn loạn, ta lại là hoàng tử ngốc. Đại hạ có được điềm lành trời ban, nối dõi long mạch thiên tử, sao lại sinh ra một đứa con vô dụng ngoan cố như người? Từ hôm nay trở đi người chết chắc rồi, miễn chức vụ đại hoàng tử. Vạn quan triều thần nghe chưa? Còn lại, này không thể phục tùng ngươi, không tướng nào có thể trông cậy vào ngươi được. Xin hãy giúp ta trả thù. Đây là những ký ức của ta sao? Đại hoàng tử sống một cuộc đời khốn khổ thế này, không được chấp nhận, cũng không có gia đình, ngay cả mẹ cũng không để lại thông tin gì cho ta. Sức mạnh của các tướng lĩnh thời kỳ này thế nào? Đối thủ mạnh nhất là tướng lĩnh Võ Sinh Bạch Lang. Võ Sinh không phải là quan quản công sao? Hắn là tên gian thần, thuộc quyền của tứ hoàng đại soái. Người nói cái gì cơ? Máy bay, xe tăng, đại bác, xe sang, hộp cứu thương thì phải có chứ. Xuyên không qua đây không có vật gì lợi hại cả, mà ngươi chỉ cho ta cái này thôi sao? Nghe rõ đây, tích lũy đủ 100 điểm thì có thể triệu tập tướng lĩnh hỗ trợ ngươi. Làm hoàng tử mà nhà trống không, chỉ có Phong Nhi Nguyệt Nhi làm bạn. Hai người này vốn là thân cận của ta, ta không thể xử tệ được. Phong Nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nam nữ. Nếu hoàng tử không phiền, Phong Nhi sẽ hầu hạ ngài chú đáo. Mau mặc quần áo vào, đứng dậy nhanh lên. Trước đây ta là hoàng tử tôi, sau này sẽ không ép buộc các người nữa. Đại hoàng tử ngu ngốc, tà dâm, dám làm nhơ nhớp cả hoàng hậu, hôm nay sao vậy? Đại hoàng tử dường như đã thay đổi rồi. Ta sẽ chia đất đai đại hạ làm nhiều mảnh, mẫu hậu đã bỏ mạng nhưng vẫn chưa được trả thù. Làm đứa con trưởng mà ta chỉ biết tìm lạc thú, thật ngu ngốc. Phong Nhi Nguyệt Nhi là thứ tiểu dân, ngài là hoàng tử, hai ta chỉ là đào lơ đeo cót, đã không sớm nhận ra thực lực của ngài. Hoàng tử là bậc đỉnh cao võ lâm, xin đừng để bụng với tiểu nhân. Thái độ của chúng cũng thay đổi với ta rồi, tăng 30 điểm sức mạnh luôn, cái tát này thực sự đáng gì. To gan, sao dám tự ý xông vào phòng đại hoàng tử? Nô tỳ mà dám nói sao? Trước mặt ta thì đừng có mà ra vẻ. Hôm nay, ta đến đây là để thông báo hủy hôn. Hủy hôn? Lâm Chính Tuấn, tướng lĩnh của đại hạ, sao tự nhiên hôm nay tới đây, rồi đột ngột thông báo hủy hôn vậy? Người có coi hoàng tử là gì không? Lâm gia chúng ta đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gây dựng công lao cho đại hạ, nay quân địch đã đánh tới thành trì, nhưng con gái ta lại phải gả cho một tên vô dụng, vậy thì ta làm sao yên tâm đánh giặc được? Hoàng thượng đại hạ nguy kịch, chúng tướng tự sẽ ủng hộ quân mình kế vị, ta sẽ là người bảo vệ ngai vàng, ta khuyên các kẻ vô dụng hãy từ bỏ tham vọng ấy đi. Có thể xấu hổ mà vẫn ngồi nhìn thiên hạ, một kẻ có năng lực sẽ xác định số phận, phu quân con gái của ta, không phải là đại nhân ngũ hổ vệ, cũng phải là người tài ba như tam hoàng tử mới được, người tốt hiếm có khó tìm, ta khuyên hai người nên đi sớm đi. Đứa con ngoan cố say đắm rượu chè tiền tài, nước nhà lâm nguy mà chỉ biết tìm vui thú, dù phải chết, con gái ta cũng tuyệt đối không lấy một tên vô dụng như người. Được rồi, chửi hay lắm. Phong Nhi, họ đang chửi ai vậy? Dường như ông ta chửi chính ngài đấy. Chửi ta à? Chửi ta cũng được. Lời của Lâm tướng quân nói lên khí phách hiên ngang, khí khái vạn trượng, từng câu từng lời đều đúng sự thật. Nói làm hoàng tử ta cảm thấy xấu hổ khó cầm lòng, xứng đáng được khen ngợi. Lấy rượu ngon của hoàng tử ra làm lễ tạ tội đi. Đứng ngơ ngác làm gì vậy, hoàng tử?
Chúng ta đã nghèo rớt mồng tơi rồi, ngài đã đánh bạc hết sạch rồi. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Này này, có trà không? Trông Vân công chúa ra xanh sao, hẳn là khí huyết đã mất lâu rồi. Đi pha một chén trà nhâm nhi cho Vân công chúa. Ăn vài hạt dưa không? Để Vân công chúa uống trước. Một chén trà này, hôn ước chúng ta hủy bỏ, từ đây không còn dây dưa gì nữa. Nói thật hay đùa đấy? Ngạo mạn vô lý, đề cao bản thân. Hôm nay gặp mặt, ngươi dường như không phải vậy, hay là tin đồn sai lầm rồi? Đùa à? Hoàng tử ta có thể chọn được những người xuất sắc nhất các đời, nên đâu có cần người như ngươi chứ. Công chúa sao vậy? Bị nghẹn rồi sao? Ôi trời ơi, để ta xem nó bị kẹt chỗ nào. Để ta xử lý cho. Ngươi muốn làm gì vậy? Mau ngăn cản hoàng tử, đừng để hắn làm bất lễ nghĩa liêm sỉ. Con gái ta mà ngươi dám làm vậy sao? Ngươi kêu cái gì chứ? Ta đang cứu người đấy. Mặc dù ta không mang theo dụng cụ hắn tế, nhưng kiến thức hắn học cơ bản vẫn có. Để ta cứu người đi. Nếu ngươi làm gì con gái ta, thì đừng có trách ta vô lễ đấy. Ngươi đã vậy, để ta chém chết ngươi. Nổn anh rồi. Nhi nữ, con thấy thế nào rồi? Không ngờ một miếng tả nhỏ mà suýt bị mất mạng rồi. Đa tạ hoàng tử đã cứu mạng. Lúc nãy Vân gia có chút vô lễ, xin điện hạ thứ tội. Lạnh lùng tỉnh táo trong nguy hiểm, lại có tấm lòng cao cả cứu người như vậy. Đây vẫn là hoàng tử ngoan cố vô dụng ấy sao? Tướng quân Vân Ngũ mau đứng dậy nào, không cần khách khí đâu. Cảm tạ điện hạ đã cứu mạng ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngài đâu. Tâu đại hoàng tử, quân tiên phong của đại hạ địch báo tin quân địch đã xâm lược rồi. Nguy kịch lắm rồi, không còn thời gian đâu, địch tấn công rồi sao? Xin hãy chỉ huy trận chiến tiêu diệt quân thù, tuân lệnh điện hạ, xua đuổi quân phạm. Vân công chúa, phủ đệ hèn hạ, không thể đãi cô ở lại ăn cơm rồi. Vân Nhi, phụ thân cần xem xét lại việc hôn nhân này. Cha, dù hắn cứu mạng con, nhưng con không chịu đâu. Hắn chỉ là một tên ngốc, làm sao xứng với con chứ? Về võ học, không thể tranh giành với tam hoàng tử. Về trị quốc, tứ hoàng tử mới là người thực sự xứng đáng ngồi ngai vàng. Tứ hoàng tử mới là người thực sự xứng đáng ngồi ngai vàng. Chỉ thông hiểu kinh sách là chưa đủ, muốn nối ngồi báu, chỉ có thế là không đủ. Một quân vương cần biết nắm bắt thời cơ, thấu hiểu vạn sự, làm con trai phải kiên trì theo đuổi ngôi vị, chịu khổ nhọc trải nghiệm gian khó. Theo ta thấy, đại hoàng tử mới là người xứng đáng, rất có thể chỉ là con rồng ngụ quên trong hang sâu thôi. Ta xin làm việc vật phục vụ chủ công. Được lắm. Đồ vô dụng, không biết đi nằm trong chuồng chó đợi chết, mà cứ chạy ra đây làm gì? Phụ hoàng nguy kịch, ta là trường tử đấy. Ngươi đừng có nói nhăng nói cuồng. Ta thấy ngươi chỉ háo hức ngôi vị mà thôi. Ngươi buồn rồi đấy. Nói thực cho ngươi biết nhé, hiện đệ đệ ta đang lên ngôi thái tử tại điện Kim Thất. Nếu ngươi không muốn làm kẻ hạ tiện, thì... hoặc là ngươi quỳ ngoài cửa điện Kim Thất, chờ đệ đệ ta phán xử. Hoặc là ngươi chui qua giữa chân quần ta, nếu ta tâm trạng tốt thì sẽ đá ngươi vài cái. Phụ hoàng nguy kịch, ngươi không chịu làm cách nào chữa trị hay đánh đuổi quân thù, mà chỉ để ý đến ngai vàng Giang Sơn à? Trong mắt ngươi chẳng còn phụ hoàng, cũng chẳng thiên hạ sao? Đồ vô dụng, ngươi làm bộ gì nào? Cục máu độc này đã thâm nhập tim rồi, các lượng hắn cũng bó tay. Ngươi bảo ta làm sao để cứu ông ta? Đại hoàng huynh, hoàng thượng bệnh đã lâu, nay đã như đèn tàn dầu hết. Ngươi cứ ở đây than khóc làm gì? Cũng chẳng thể cứu chữa gì được đâu. Đó chính là sự vô năng của ngươi. Nói bậy bạ, nhà chúng ta đời đời đều là thần hắn cứu nhân độ thế. Hắn thuật cao siêu của từ xưa đến nay chưa ai dám chê bài. Này đại hoàng tử à, ngươi nên bớt nói phét đi. Ngay cả thần hắn cũng bó tay mà ngươi thì biết gì? Ngươi chỉ biết uống rượu chơi gái, làm sao mà ngươi chữa bệnh được?
Hơn nữa về mối quan hệ, văn võ bá quan trong hoàng thành đều bị nhị đệ, tứ đệ chiếm đoạt hết. Dù ngươi là trưởng tử, nhưng trong ngoài hoàng thành ai chẳng biết, ngươi chẳng khác gì con chó giữ nhà. Nếu hôm nay ngươi cứu được ông già này, thì đừng kêu ta gọi ngươi là hoàng đế nữa. Ta sẽ gọi ngươi bằng ông nội luôn. Vào đi. Lão nhân, ngươi là ai vậy? Ta là Hoa Đà, thiên hạ gọi ta là thần y. Thần hắn sao? Triều đại đại hạ 300 năm qua, chưa từng có ai dám chê bai hắn thuật hoàng triều, huống chi còn tự xưng là thần y. Một lang băm từ núi rừng có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng, thì cái mũ của ta đây cũng không cần nữa. Trong cơ thể có độc chất, đã ngấm sâu vào tâm can, không lâu nữa sẽ gây kích động thôi. Dễ dàng đoán biết được như vậy, chẳng lẽ hắn thật là thần hắn sao? Tuyệt đối không để hắn cứu sống lão già này. Nếu chủ công muốn người này bình an vô sự, hãy đến Đậu Huân Đường gột rửa chất độc trên xương, như vậy mới có thể khỏi bệnh. Hoa Đà tự xưng là thánh sư ngoại khoa, cộng thêm phương pháp của ông ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ta không tin đại hoàng tử vẫn cố chấp ngu ngốc giả vờ. Thật ra trong lòng hoàng thượng ngươi là người được trọng vọng, ngươi vẫn là con người không? Ngươi câm mồm đi. Chết tiệt, ký ức cố chấp này là sao? Đại hoàng tử, đây không chỉ là minh quân của đại hạ ta, mà còn là phụ thân của ngươi nữa. Ngươi muốn địa vị thì hãy tranh đấu lấy. Muốn ngôi vị hoàng đế phải tuân theo quy luật. Dùng cách này thì ngươi có hy vọng gì? Muốn tuân lệnh phải có lễ nghĩa. Làm sao ta có thể giống lão nhân ấy được? Đám rác rưởi. Báo cáo. Quân địch đã dũng mãnh tấn công. Tổng trấn Vân tướng quân xin hỗ trợ. Lão nhân, phụ hoàng giao cho ngài rồi đấy. Ngươi đi đâu vậy? Đi đánh giặc. Đánh giặc? Đại hoàng tử không phải là muốn chết sao? Đợi đã. Dĩ nhiên tại chiến trường phải lên trận chiến đấu, nhưng những việc đó có người khác làm rồi. Ngươi đi chiến trường thì có phù hợp không? Mây đen che khuất trận tính, ta là thành viên của đại hạ có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Thân làm hoàng tử, dù chỉ đứng trên thành cũng có tác dụng định quân rồi. Dù có xấu hổ đến đâu, cũng đã phân chia trật tự rõ ràng. Phụ thân nói không sai, hình như hắn thật sự đã khác rồi. Tam hoàng tử, nếu đại hoàng tử thực sự cứu sống được hoàng thượng, thì chúng ta phải làm sao đây? Người cứ lo xa cái gì chứ? Nếu đại hoàng tử chết, thì coi như mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng nếu hắn không chết, thì mạng của lão nhân này phải tính vào đầu ý. Trừ phi lão nhân này trồi lên từ quan tài, nếu không thì đại hoàng tử, dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Thấy ta nói đúng không? Cha! Cha! Ăn nhậu vui chơi, khinh thường ta. Các người nói cái nọ một cái kia là đều muốn giống như đại hoàng tử đó phải không? Học gì không học, cứ phải so sánh với thằng vô dụng đại hoàng tử ấy à. May nhờ thần hắn cứu giúp. Vậy xin hãy để thần hắn ở lại bên cạnh chấm đây. Xin thần hắn đừng từ chối. Tại hạ chỉ tuân lệnh chủ công của mình thôi. Thần y, chủ công của ngài là ai? Tâu bệ hạ, thần hắn nói là đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ngươi nói đại hoàng tử sao? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Quân địch xâm lược, quân đội hùng mạnh đang chiến đấu tại chiến trường bảo vệ thành trì. Trời ơi! Dùng mạo yếu đuối, nhưng vẫn có thể kết giao với bậc cao nhân hóa thân. Ngươi cứ đi một mình như thế sao? Chẳng lẽ ta đánh giá sai rồi sao? Chẳng lẽ đứa con ta thật sự có khí phách đế vương sao? May là ta có công phu. Nếu không thì thật khó lòng qua khỏi. Là trưởng tử, đại hoàng tử có thể đơn thân xông lên trận tiền.
Còn ngươi thì sao? Là nhi thần yếu kém, xin phụ hoàng tha tội. Thôi, lên triều. Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng. Được rồi. Vương đại nhân nói những lời gì vậy? Tuy ngôi thái tử ta nhận mà không hổ thẹn, nhưng nói đến việc làm hoàng đế, ta thực chưa đủ tư cách. Đại hoàng tử suýt nữa thành chó già không đáng giá. Theo ta thấy, ngôi thái tử vốn là của ngài rồi. Ngài là người có được lòng dân, và ngài mới là người lãnh đạo đại hạ chân chính. Này quý vị, chúng ta nâng cốc chúc hoàng thượng đi. Chúc hoàng thượng, chúc hoàng thượng. Lời lẽ quá đáng. Sao nào, nghe đệ đệ lên ngôi nên đến gửi bùi tới đây chăng? Cũng đúng, nếu nhị đệ làm hoàng đế, người cũng vẫn còn miếng cơm hầu đó. Đại hoàng tử làm anh của hoàng thượng, nhưng cũng nên quỳ xuống chứ nhỉ? Đại hoàng tử ý gì vậy? Ý nào, ngoại bang đã đánh tới thành trì rồi, tướng lĩnh đang chiến đấu hết mình, xương máu tràn khắp nơi kia kìa. Các người, mời nhau uống rượu, giữa lúc nguy khốn vậy sao? Ta hỏi ngươi, chưa nói đến ngôi vị hoàng đế, ngươi có thể bảo vệ tính mạng phụ hoàng không? Nếu hoàng thành bị chiếm đóng, quân lính ùa vào, ngươi ngồi ngai vàng có yên không? Quân địch nhỏ bé kia cũng dám xâm phạm đất thánh đại hạ sao? Dù là đại hạ, cũng đến lượt phải nhờ vào ngươi đồ cố chấp vô dụng à? Điện hạ đừng vội giận, tướng lĩnh đã giết được rất nhiều tên, tướng lĩnh giết nhiều như vậy để tỏ lòng hiếu đạo. Để đệ lên ngôi giống như rồng vào biển, phượng lên chín tầng mây, chưa nói đến quân địch hèn yếu kia, nghe tin quân địch tới đã kinh hoàng tán loạn, còn mắt ngươi chỉ thấy một góc nhỏ, biết gì về sự lựa chọn của nhị đệ. Theo ta được biết, quân địch chỉ là một tổ đội tiên phong không đáng kể, triều đình ta đầy dẫy văn võ bá quan, vô số tướng lĩnh hùng mạnh, tướng tôn vừa lên đường, đại hoàng tử, ngươi còn nói gì nữa không? Vậy để ta xem tướng tôn ấy bảo vệ thành trì này thế nào. Tướng tôn đã bị quân địch hạ sát dưới lưỡi đao rồi. Chắc chắn là bọn chúng đã dùng thủ đoạn đê hèn rồi. Có ai ra trận không? Có thần. Tướng quân xin hãy bắt sống tên phỉ đồ ấy. Báo, hạ tướng quân cũng bị hạ rồi. Chỉ trong ba hiệp đã bị hạ sát dưới lưỡi kiếm cầu địch rồi. Vẫn còn ba tướng quân. Thiên tướng chiến thần bao chiến. Tướng quân bao mã. Báo, mã tướng quân và ngựa của ông ta bị quân địch xẻ đôi rồi. Đại hoàng tử cười cái gì? Ta cười vì giang sơn đại hạ. Nuôi nấng đám rượu chè ăn nhậu như các ngươi, cũng dám mặc áo giáp tự xưng là tướng lĩnh. Tuy nói các tướng không địch nổi quân thù, nhưng những gì quân địch đã chiếm đóng đều là công lao trung liệt của đại thần gây dựng đấy. Mắng mỏ đại thần tướng sĩ cũng phải có lý do chứ. Lý do thì đơn giản thôi. Vì so với tướng lĩnh của ta, bọn họ chẳng ra gì cả. Văn thần không tuân lệnh, võ tướng không chấp hành, đó là chiếu chỉ của hoàng thượng ngày xưa. Này, ngươi đừng có nói năng huyền thuyền nữa. Toàn bộ văn thần của đại hạ tuân lệnh tứ đệ, võ tướng nghe theo mệnh lệnh ta. Hôm nay, nếu ngươi gọi được một người lính nghe lệnh ngươi, và nếu ngươi đánh bại được quân thủ xâm lược này, thì ta không chỉ không tranh ngôi thái tử với ngươi, mà còn quỳ lạy ba lần nữa là khác. Lời nói đã định. Chẳng lẽ dưới trướng đại vương tử không có nhân vật đáng gờm nào sao? Dù có thì đã sao, các tướng giỏi đều đã bị hạ, chỉ một mình hắn thì làm được gì chứ? Thật sao? Hôm nay ta sẽ cho các người thấy cái gì mới thực sự là chiến thần. Giáp vàng trăm trận thắng, non sông gầm tiếng vang, tướng quân cao vạn trượng, cầm đao chém hung tàn. Đại tướng quân, xin hãy giúp ta.
Đấy rốt cuộc là ai vậy? Trong bảng xếp hạng võ tướng triều đình, ta chưa hề nghe qua. Chủ công. Bái kiến tướng quân. Chủ công chờ nhé, quan công sẽ trở lại ngay. Chỉ là khoe khoang hão huyền thôi, ngươi thực sự phái một làng bam đi đối chiến với địch sao? Đại hoàng tử, ta biết phủ ngươi rất nghèo khó, không có gương thì chẳng lẽ cũng không có nước tiểu sao? Ngươi đâu có tài thu nhận hiền lương chứ, hắn chỉ là một thứ tự xưng quan công, lại dám tới đây ngông cuồng sao? Đúng thế, theo ta, ngươi còn không bằng tự lấy đao cắt cổ đi, để khỏi mất mặt thảm hại như thế. Ta cá với các ngươi đây. Chờ ly rượu nguội đi, nếu ta không thể chặt đầu tướng lĩnh quân thủ, thì hãy lấy đầu ta đi. Cầm cái miệng lại đi, ngươi muốn chết như mẹ ngươi sao? Đại hoàng tử, ngươi nhớ mẹ rồi sao? Nếu muốn đi xuống âm phủ đoàn tụ với con súc vật ấy, thì để ta tiễn ngươi. Một đứa là thằng cố chấp vô dụng, một đứa là thằng lang bang dã man không biết điều, hai mẹ con các người, sự tồn tại của các người chính là vấy bẩn của đại hạ. Được rồi, đại hoàng tử chuẩn bị chết đi, đừng tính toán mưu phúc cho ai nữa. Dùng máu ngươi để giúp hoàng thượng lên ngôi đi, dùng tay ngươi để thanh lọc đại hạ trở lại trong sạch. Vương phi mẫu hậu của ta đã ra đi, đừng nhắc tới. Đúng thế, ngươi đại hoàng tử, bên trong hoàng cung, ta chính là chủ tể của môn quan lĩnh thần, ngươi còn dám đổ máu trên giang sơn này bằng thân phận như vậy sao? Ai cho ngươi can đảm ấy? Ai sao? Ta đại hoàng tử, làm thái tử, cũng không dám nói năng kiêu ngạo như thế. Không có lệnh của phụ hoàng, không có chiếu thư phòng thái tử, cũng dám tự xưng hưởng những vinh hiển ấy sao? Ngôi thái tử nên để cho kẻ có khả năng lên nắm giữ. Nay hoàng thượng băng hà, chúng ta tự nhiên phải đặt người lên ngôi vị mới. Chốc nữa ông lão ấy cũng đã lạnh ngắt rồi, ra cửa rẽ trái, tìm chỗ chôn hắn đi. Còn về phần ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ mẫu hậu của ngươi thực sự đã chết một cách bình thường sao? Kẻ thua cuộc, khi ngươi chết, ta sẽ chôn cả hai mẹ con một chỗ, để bà ấy tự nói sự thật cho ngươi biết. Hoàng tử đại hạ, đại hoàng tử giết hại tướng sĩ đại hạ, tội danh phản quốc phản chủ đã rõ ràng rồi. Người đâu, bắt lấy hắn. Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụ hoàng, người làm sao vậy? Người to gan lắm. Ngươi thật là con chó chết. Phụ hoàng, người không sao chứ? Không sao cả. Nếu không nhờ đại hoàng tử kêu thần hắn kịp thời ra tay, thì trẫm đã không được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này đâu. Là đại hoàng tử nhờ người cứu được bệnh tình của hoàng thượng sao? Điều này, làm sao có thể? Nhi thần không dám. Nhi thần chỉ lỡ lời một chút thôi. Phụ hoàng, bây giờ việc cấp bách là giải quyết tên phỉ đồ xâm lược. Tên đồ tể ấy đã đánh tới thành trì rồi. Xin truyền lệnh đi. Hoàng thượng cho rằng tên đồ tể ấy dũng mãnh thiện chiến ư? Trong bảng xếp hạng võ tướng còn chưa đủ mặt top 10. Hắn làm đủ loại thủ đoạn tàn khốc, quyết liệt. Nên lần này thần đến là xin bệ hạ hãy chạy ngay đi. Phụ hoàng, nhi thần còn có thần tướng Trương Mãng chưa trở về triều đình. Nếu không thì quân phỉ xâm lược khó lòng giữ được tính mạng. Hoàng thượng mau rời khỏi đây. Không cần rời đi, ta đã có người, chặt được đầu hắn rồi. Đại hoàng tử phái một lang băm đi giết tướng lĩnh quân thù, điều đó làm tổn thương đến uy danh của đại hạ ta đấy. Nay ngươi lại còn hy vọng hắn giết được tướng lĩnh quân thù sao? Tên đại hoàng tử kia, ta không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi làm nhục đại hạ của ta, cũng không cho phép lỗ mãng với tính mạng của phụ hoàng đâu. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Người nói đấy nhé. Nếu hắn có thể giết được tên đồ tể kia, thì ta xin quỳ xuống lại người tạ tội.
Đầu vẫn còn nóng đấy, làm sao có thể như vậy được? Tên đồ tể ấy hung dữ tàn bạo, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của y. Nay lại để một người đơn độc đi hạ sát y, đây quả thực là hành động vô sỉ của một tướng lĩnh. Những gì ta nói là đúng, đại hoàng tử có rất nhiều tướng lĩnh xuất chúng, ngài chính là con rồng ngầm nằm trong vực sâu đấy. Tướng quân quản đúng là nhân tài hiếm có, nào chúng ta cùng nâng ly uống một chén nhé. Không biết tướng quân quản có muốn gia nhập vào hội của ta không? Tướng quân, hôm nay may mắn được tướng quân kịp thời ra tay cứu giúp, giải nguy cho con trai đại hoàng tử của trẫm khỏi tai ương lớn. Nếu được tướng quân phò tá, thì tốt biết bao. Nếu thật sự vì lý do này mà bị đại hoàng tử cướp mất ngôi thái tử, thì chẳng phải ta đã phán sai rồi ư? Từ hôm nay trở đi, tâu hoàng thượng, đại hoàng tử hiền minh, hôm nay đã có công lao lớn nên xứng đáng được ban thưởng. Nhưng ngôi vị thái tử thực quan trọng, nếu chỉ có sức mạnh chiến đấu của một kẻ thường thì thật là không hay. Tuyệt đối không được. Muốn trị vì được thiên hạ phải dựa vào trí tuệ, không thể giao giang sơn đại hạ này cho một người chỉ biết võ được. Nếu để điều này lan truyền ra ngoài, chẳng phải thiên hạ sẽ chê cười chúng ta sao? Trong tứ hải giang sơn, địa vị cao quyền lực nặng, phải là người văn võ song toàn. Ta không cầu người có thể lãnh đạo cả thiên hạ, nhưng đối với thi từ, cầm kỳ, thi họa, người ít nhất cũng phải thông hiểu chứ. Phụ hoàng, cuộc tranh đấu vương quyền sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa. Các vương công từ 5 nước đều là cao thủ, thần sẽ cử người thân tín đi tham gia, mong rằng cùng hoàng huynh chúng ta đẩy lùi được quân thủ xâm lược. Không biết hoàng huynh có dám nhận lời chiến đấu hay không? Tốt lắm. Vậy việc này đã được quyết định rồi. Không lâu nữa, người giành được ngôi vị đầu sẽ được xem xét ưu tiên cho ngôi thái tử. Ngươi làm ta đau quá. Núi xanh nước biếc, mây vờn trắng, cũng không đẹp bằng hai nàng đâu. Thơ hay quá hoàng tử ơi, trời đất ơi, ngài tài hoa thật. Tại sao chúng ta không hề hay biết điều này trước đây nhỉ? Đúng rồi, chỉ một câu ngẫu hứng cũng đã thành thi phẩm bất hủ rồi. Nếu đưa vào cuộc thi thơ, nhất định sẽ lưu danh muôn thuở đấy. Hoàng tử, thật đúng lúc, sảnh Phong Nhã đang tổ chức buổi thưởng thức thi ca đấy. Nếu ngài tới đó, nhất định sẽ áp đảo được các nhà thơ nổi tiếng, để rồi họ phải lùi mãi về sau 100 bước ấy. Ta không hề có hứng thú với thơ phú. Ta lại được nghe, sảnh Phong Nguyệt mới đến một giai nhân tên Bế Nguyệt, đẹp tựa tiên nữ cơ đấy. Nếu có được một nửa sắc đẹp như nàng ấy, thì ta cũng có thể ghé qua xem thử. Hoàng tử quá khen quá rồi, thần thiếp chỉ nghe nói tam hoàng tử là bậc đại gia kỳ tài, nhất định sẽ đến đấy. Còn tin về sảnh Phong Nguyệt thì đã lan truyền khắp nơi, nếu có hoàng tử khác quấy rối ngài, thì ngài cũng sẽ được nghe tin ngay. Hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ giết mẫu hậu, vậy ta cũng nên ghé qua sảnh Phong Nguyệt thử xem. Hôm nay không có việc gì, hãy đi nghe nhạc khí khúc một chút. Vân Nhi, cô con gái yêu quý của ta ơi, tại sao con không chịu nghe lời khuyên của cha? Nhãn quan của cha chưa bao giờ sai lầm đâu. Về chuyện hôn nhân với đại hoàng tử thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cho dù đại hoàng tử thực sự có tài trị nước, nhưng ý nguyện trong lòng của con gái thì cha cũng biết rồi. Chồng của con gái cha phải biết làm thơ phú, phải là nhân tài đắc lục. Quan trọng nhất là có thể lưu danh trên bảng vàng văn nhân muôn đời. Đúng rồi, tam hoàng tử sẽ tới sảnh Phong Nguyệt để làm thơ tuyệt tác, con phải đi đây. Tuyết tàn nước suối, trong veo sáng ngời. Thơ hay quá, thật là thiên tài thi ca. Hôm nay với ngài đây thì ai mà sánh bằng. Tam hoàng tử, hãy sao chép câu thơ này 100 lần, rồi dán ngoài cửa lớn, nhắc nhở những ai đến đây, nếu không đạt được trình độ như vậy thì hãy đi về sớm đi. Tuân lệnh. Thật là hay quá, có ý vị thâm thúy thật. Phong trần khoe sắc đế vương, rực rỡ tựa hoa lê, ngát hương muôn loài. Thật khí thế hùng vĩ tựa cầu vồng, đa sắc đa diện thật. Không quan trọng ai đã làm ra nó, đêm nay có tam hoàng tử đây, thì mỹ nhân chắc chắn thuộc về ngài rồi. Thật đáng tiếc quá, nghe nói vị giai nhân này cả dung nhan lẫn thân hình đều là tuyệt trần giai nhân, được ngủ với mỹ nhân như vậy thì dù chết cũng đã trọn đời rồi.
Quý vị nghe đây, Tam Hoàng Tử đã nói rồi, những vị khách đến đây, nếu không đạt được đẳng cấp như bài thơ đó, thì tất cả mau về đi. Còn Tam Hoàng Tử, ngài ấy sẽ không nói nhiều đâu. Tam Hoàng Tử vẫn như xưa, thi tử tinh tế, khí chất mạnh mẽ. Người. Trước đây ta vẫn lo mình thiếu tích lũy thi tử, nhưng bây giờ thì thực sự là hữu học vô hạn rồi. Này, ngươi là ai vậy? Ai cho phép ngươi vào đây hả? Không cho vào đâu. Tai người điếc rồi đúng không? Có thấy không? Không đạt tiêu chuẩn như bài thơ đó thì mau cút đi. Rác rời. Ngươi, ngươi. Tên chó mã này, chẳng hay đâu. Tam Hoàng Tử là niềm tự hào của cả Hoàng Thành. Ngươi dám gọi ngài là rác rưởi, thật là con chó giữ gan liều. Hãy mở con mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Đây là hiện tượng hiếm có nghìn năm mới gặp một lần. Ngươi tưởng ngươi là cái gì? Là hoàng đế hay là thần tiên à? Dù là một sinh vật sống hay chết gì, Tam Hoàng Tử địa vị cao quyền nặng, cũng chưa ai dám xâm phạm đến ngài. Ngươi dám bước vào cửa này thì cũng đừng trách đầu rơi xuống đất. Ta nói công tử này, trên toàn cõi đại hạ thực không ai sánh bằng ngài về thi ca đầu. Bài thơ này hay đến thế nào, so với ta sao được? Rốt cuộc ngài là ai vậy? Thơ hay quá, hay quá. Thơ hay quá, thật là hay quá. Hiếm có cơ hội nghìn năm mới gặp, thật tuyệt diệu quá. Mời vào trong, bây giờ ngài có thể đi lên lầu trên rồi. Tôn xưng công tử là gì? Thi tiên, thi tiên. Nhanh nhanh, sao chép bài thơ này 1.000 lần cho ta. Không không không, sao chép 10.000 lần. Ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy tuyệt tác thi ca này. Tiểu thư Bế Nguyệt, hôm nay không còn ai tranh giành nổi ta. Ánh trăng đã lên tới đỉnh rồi. Thì hay là chúng ta cùng nghỉ ngơi thưởng thức cảnh xuân đêm nay đi. Kìa bên kia có một vị khác phải không? Ta đã bảo dọn chỗ rồi mà, ai thả con chó vào đây vậy? Ta đã bảo có Tam Hoàng Tử rồi, sao ngươi dám vào đây? Tôn hiệu thi tiên làm gì ở đây vậy? Tất nhiên là để ngủ với vị gia nhân đứng đầu bảng rồi. Ngươi thật là đồ vô dụng, ngươi không đi đái đầy bồn đi xem còn gì nữa không? Tam Hoàng Tử sư vương chưa lên tiếng đấy, mà ngươi đã tự xưng là thi tiên rồi. Ngươi có não không vậy? Còn dám cướp gái của Tam Hoàng Tử nữa? Ngươi coi gái làng chơi như những con chó cẩu nhà ngươi sao? Muốn ngủ với ai thì ngủ đấy à? Chắc công tử này cũng chưa rõ lề luật của Phong Nguyệt Lâu, vậy thì để ta dạy cho một bài học. Hãy mở con mắt chó của ngươi ra mà nhìn này, ngươi xem cho kỹ đi nhé, biết được như vậy không? Đánh giá của ta và ngươi luôn luôn khác xa nhau lắm. Láo xược. Nhìn khắp cả Hoàng Triều, đến cả Đại Hạ Triều cũng chưa từng có ai dám tự xưng là thi tiên trước mặt ta, càng không ai dám đạp lên tác phẩm của ta. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Thì rất đơn giản thôi. Ngươi không phải là đệ tử của Tam Hoàng Tử mà. Vì thân phận như kẻ hầu hạ nên không đáng được hạnh phúc đâu. Chỉ vì mang hình người nên được đối xử như con người à? Ngươi tưởng chỉ cần tự đặt cái tên thi tiên là có thể muốn làm gì thì làm ở đây sao? Tên chó mã này to gan thật. Nếu là thi tiên thực sự thì phải có tác phẩm chứng minh mới được. Tiểu thư Bế Nguyệt, chẳng lẽ người thực sự xem trọng kẻ này sao? Dù chỉ có một tác phẩm vượt qua ta, thì ta xin rút lui khỏi làng Văn Chương từ đây. Thi tiên hãy đọc bài tuyệt thi của mình đi, tuyệt cú truyền đời, nghìn năm vang dội phong lãm lâu, nổi danh thiên hạ. Điều này không thể nào, làm sao ngươi có thể viết được những câu thơ như vậy? Mây muốn khoác lụa, hao tỏa hương, gió xuân thổi tới, bảy uyên ương. Hỏi người tiên nữ, khi nào tới? Để ta làm bạn với nương nương. Đây là do người viết ra sao? Giả mạo, giả mạo. Giả mạo để sao chép lấy tác phẩm của ta đấy à? Sao chép hay đấy. Ta tưởng thằng vô dụng như ngươi đâu có tài gì. Tác phẩm ấy có khác gì với những gì Tam Hoàng Tử ta viết ra đâu. Chúng ta là những nhà văn, văn nhân, đã thưởng thức thi ca tại Phong Nguyệt Lâu nhiều năm nay, chưa từng gặp kẻ vô liêm sỉ như thế này. Người đâu, người đâu, lôi thằng khốn này ra khỏi đây cho tao. Đợi đã. Hãy lắng nghe đây.
Tang hoàng tử, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. À, ta nhận ra rồi, nguyên là cô gái này, cô Quần Yến. Tại sao lại bao che cho tên đàn bà này vậy? Được rồi, bảo hắn quỳ xuống xin lỗi ta đi, rồi cút ngay ra khỏi đây. Vậy thì ta cũng sẽ bỏ qua cho lần này. Người nói đó là tác phẩm của ngươi, có bằng chứng nào không? Bằng chứng. Đây là bằng chứng của ta. Bài thơ này là kết quả của những ngày đêm suy tư của ta, được thu thập trong tập thơ Phấn Hoàng Tử, quyển 3. Ngươi cũng chẳng có chút liêm sỉ nào. Bài thơ này rõ ràng do thi tiên Lý Bạch viết ra mà, ngươi can dự cái quái gì vào đó? Thi tiên Lý Bạch ấy à? Ngươi từng nghe qua chưa? Ta đâu có nghe qua đâu. Nếu như Vân Yên muốn bảo vệ ngươi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy đọc lại bài thơ đó để chứng minh đó là của ngươi đi. Nếu làm được thì ta sẽ gọi ngươi bằng cậu luôn. Hoặc là nếu ngươi không viết được những câu thơ tương tự, thì ta sẽ trừ tận gốc tông tộc ngươi. Được lắm. Ta xác nhận lời hứa này. Tên chó mã này còn hung hăng lắm. Đồ vô dụng, nếu không viết được thì mau biến khỏi đây cho ta. Tam hoàng tử là con rồng chính tông, dù nằm dưới chân ngài cũng chẳng nhục nhã gì đâu. Chẳng thấy dòng sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, cuồn cuộn chảy ra biển không bao giờ quay trở lại. Chẳng thấy gương soi cao sang rơi lệ trắng tóc. Buổi sớm tơ xanh, chiều tối đã bạc phơ. Ta xin dâng lên Tam Tiên một thi phẩm nghìn năm có một, xin mời các vị thưởng thức. Một khúc của thi tiên Lý Bạch. Chiêu tử Bạch Đế, thải vân gian. Thiên lý giang lăng, nhất nhật hoàn. Lưỡng nạn viên thanh, để bất trụ. Khinh chu dĩ quá, vạn trùng san. Kim tôn thánh tiểu, đầu thập thiên. Ngọc bàn chân tu, trị vạn tiền. Đình bôi đầu trợ, bất năng thực. Bạt kiếm tứ cố, tâm bằng nhiên. Hay thơ quá, của là thi tài tuyệt luân. Xin mời hai vị tiếp theo. Dục độ Hoàng Hà, băng tắc xuyên. Tường đăng thái hàng, tuyết ám thiên. Nhàn lai thủy điếu, tọa khê thượng. Hốt phục thừa chu, mộng nhật biên. Hành lộ nan, hành lộ nan. Đa kỳ lộ, kim an tại. Trường phong phá lãng, hội hữu thì. Trực quải vân phàm, tế thượng hải. Từ bao giờ trong hoàng thành lại có nhân tài lạ thế này? Chim trích vàng hót vang cảnh biếc. Hạc trắng trời, biết đi về đâu. Mây trời lơ lửng không gần gió. Mặt trăng soi rọi. Đêm đông buồn. Ồ, chuyện tốt lành. Của thực là chuyện tốt lành. Chưa từng được nghe những vần thơ tuyệt diệu như thế. Ba vị thi thần Tô Đông Pha khởi thủ. Minh nguyệt xuất thiên san. Thương mang vân hải gian. Trường phong kỷ vạn lý. Si độ ngọc môn quan. Nhật sắc dục tận hoa hàm yên. Nguyệt minh như tố sầu bất miên. Nga mi sơn nguyệt bán luân thu. Ảnh nhập bình khương giang thủy lưu. Hòa gian nhất hồ tiểu. Độc trước vô tương thân. Cử bôi yêu minh nguyệt. Đối ảnh thành tam nhân. Ngã ca nguyệt bồi hồi. Ngã vũ ảnh linh loạn. Thu phố biên dạ sâu. Hoàng sơn kham bạch đầu. Thanh khê phi lục thủy. Phiên tác đoạn trường lưu. Dục khứ bất đắc khứ. Bạc du thành cửu du. Hà niên thì quy nhật. Vũ lệ hạ cô chu.
Hay thật, hay thật. Hay thật Tam Hoàng tử. Ngài chịu thua chưa? Ta không thấu rõ ngài là ai nữa. Ta tuyên bố lập nên trường phái văn chương mới, do Thi Tiên đại nhân chấn giữ. Xướng họa thi từ, ca ngợi Cửu Châu, lưu danh muôn thuở. Hơn nữa, được đến trường bên tiểu thư Bế Nguyệt. Tốt lành thay. Tốt lành thay, nếu có nhân tài thần kỳ này gia nhập với ta, đại hạ của sẽ thịnh trị. Giúp độ Hoàng Hà, băng Tắc Xuyên, tương đăng Thái Hàng, tuyết ám thiên. Đại hạ có được không? Đây có phải do con người làm ra không? Ta nghĩ rằng, đây chính là bậc thi tiên của đại hạ rồi. Càng đọc càng thấy hay, càng thấm thấm, tiểu nhân xin bái phục. Vật này là biểu tượng thân phận thú long, xin hãy trao tặng cho người đó. Nếu có thể thu phục được nhân tài này, chỉ cần một thời gian, thì Giang Sơn có thể định vị được. Ta cũng có ý định ấy. Giúp độ Hoàng Hà, băng Tắc Xuyên, tương đăng Thái Hàng, tuyết ám thiên. Hay cho câu giúp độ Hoàng Hà, băng Tắc Xuyên, lúc ấy khí phách đất trời buôn trượng, khí thế hùng vĩ nút núi non. Nếu trâm không đoán sai, tác giả ấy chắc hẳn là một đại tướng văn võ song toàn. Thật vô cùng đáng tiếc nếu nhân tài như vậy lại không thể tiếp nối Giang Sơn. Truyền lệnh tìm người này cho ta, trâm muốn ban thưởng. Ban thưởng 1.000 lượng vàng, phong làm vạn hộ hầu. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngươi là đại hoàng tử của đại hạ đúng không? Ngươi là ai? Là công chúa của triều đại Đại Sở, Bế Nguyệt, di tàn của triều đại trước. Hình như cái chết của mẫu hậu ta có liên quan đến các người đúng không? Vậy thì các người hãy đi hỏi ba vị hoàng tử của các người đi. Thật không ngờ kẻ vô dụng ngoan cố ngày xưa lại có thân phận thi tiên như thế. Giết đi thì thật đáng tiếc, nhưng không giết cũng không được. Gió lạnh thổi qua, sông dịch vẫn còn. Dũng sĩ ra đi, mãi chưa tỉnh. Ai vậy? Ôi trời, to thế nhỉ? Nhìn xuyên thành núi, nhìn ngang thành đồi, xa gần cao thấp đều khác nhau. Đừng tìm nữa, đại tướng nổi danh kinh kha ấy đấy. Nếu để các người tìm được người đó, thì hắn đâu phải là nhân tài tầm thường đâu. Chủ công định xử trí thế nào? Hãy giết ta đi. Tại sao ta phải giết ngươi? Thả họ ra. Nếu không, dẫu đã chết ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nhị hoàng tử đã xử mẫu hậu ta, tam hoàng tử đã xử tử phụ hoàng ta, tứ hoàng tử, tên quỷ xuất sinh ấy, ngay cả trẻ 6 tuổi cũng không tha. Chúng ta có chung kẻ thù. Tạ ơn đại hoàng tử đã khoan dung. Chúng ta xin tuân lệnh điều khiển của đại hoàng tử. Ta hỏi ngươi đây, cái chết của mẫu hậu ta có liên quan gì đến các ngươi không? Bẩm hoàng tử, tuy không rõ hung thủ giết hại mẫu hậu ngài là ai, nhưng sau 3 ngày nữa là cuộc thi cờ vây lớn, các cao thủ từ 5 nước đều đã sẵn sàng tới tham dự. Những tên thần kỳ dưới trướng nhị hoàng tử thực ra chẳng đáng gì cả, nhưng ta có phương pháp riêng. Sẽ mời các cao thủ đến đây tham gia để giao lưu học hỏi, làm dạng danh đại hạ khắp muôn nơi. Tuy nói là giao lưu học hỏi, nhưng vẫn luôn giữ sĩ khí. Chỉ cần đạt được đỉnh cao, thì sẽ được đại hạ này ban thưởng xứng đáng. Trọng thưởng ruộng vàng 1.000 mẫu, hoàng gia ban thưởng vàng 1.000 lạng, ban thêm 4 thành trì nữa. Ta thua rồi. Không thể nào, ta đặt cả cái đầu này ra làm tin, mà ngươi nhận thua sao? Ta tưởng các cao thủ của đại hạ hùng mạnh lắm chứ, ai ngờ chỉ toàn đồ ăn không ngồi rồi thôi. Này hoàng thượng, nhà ngài cũng không cần phải đi qua thủ tục này làm gì, cứ việc ban thưởng thành trì luôn đi, cũng khỏi mệt nhọc huynh đệ chúng ta phải không?
Đại hạ thật tự tin thái quá, trình độ thế mà còn dám khiêu chiến thiên hạ ư? Chỉ cần phân nửa sức lực của ta thì các người đã bị tiêu diệt không còn tí tẹo nào rồi, không một thằng nào đáng để đánh. Các người từ Đôn Hoàng tới phải không? Nói nhằng nhít quá nhiều vậy. Đại hoàng tử, hiện tại đại hạ đã thuộc về chúng một nửa rồi, dù ngươi có gia nhập hay không thì cũng vô dụng thôi. Thôi chúng ta đi về đi, đừng ra ngoài cửa này nữa. Đừng lo, ta vẫn biết điều mình nói mà. Ai đến đó vậy? À, ra là đại hoàng tử. Sao không đi uống rượu vui chơi đàng hoàng đi, mà lại chạy tới đây làm trò đả kích thì có ý gì vậy? Không ngờ kẻ cố chấp vô dụng nhất của đại hạ lại biết chơi cờ vây đấy. Chắc là do thân mẫu quá cố của ngươi dạy đấy sao? Mau cút đi cho rảnh hơi. Ta không cho phép bàn tay luôn sàm sỡ phụ nữ của ngươi, làm nhơ nhúc môn cờ vây đâu. Đại hoàng tử à, hoàng tộc đại hạ ta phải gây dựng uy tín không dễ, vì ngươi mà danh dự đi đứt luôn rồi. Ngươi có xứng đáng với tổ tông của đại hạ không? Sao chỉ có 5 người vậy? Ý gì đây? Ngươi bảo chỉ cần 10 người à? 10 người thật là ngu ngốc quá đi. Đại hoàng tử, ngươi chỉ là đồ rượu chè ăn nhậu thôi. Nay quân lính của ta đã bị đánh bại hết rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự tay trao giang sơn của tổ tông cho người khác sao? Ta rất tin tưởng vào người mà ta gọi là thần kỳ. Dù không phải cao thủ vô địch thì cũng là những tuyệt cao nhân mới lạ, mà ngay cả họ cũng đã bị đánh bại, còn ngươi cũng dám ngẩng mặt chó lên đúng hiệu nữa à? Phụ hoàng, nhi thần xin dựa vào dòng dõi hoàng tộc cao quý để loại bỏ ra khỏi gia phả. Trận này nhất định phải thắng. Đại hoàng tử thật không uổng là đại hoàng tử của chấm. Bắt đầu thôi. Tên khốn kém cỏi này, chẳng lẽ ngươi thực sự tin vào thằng vô dụng đại hoàng tử đó sao? Hoa Đà thần y, Quan Vũ võ thánh cũng chỉ là những nhân tài xuất chúng, chẳng biết sau lưng đại hoàng tử có ai nữa không nào. Phụ hoàng, ngài tin cậy vào hắn cũng chẳng phải vì sự vô dụng đâu. Hay là ngươi vẫn hy vọng một thằng vô dụng như thế có thể biến hóa ra một đấng thần kỳ gì đó? Ngươi đã nói đúng rồi đấy. Múa may ra được một thi tiền Lý Bạch nữa đây. Chuyện gì thế này? Bóng lưng kia chẳng phải là... Đứng đó tự xưng là thần quỷ à? Nói linh tinh quá, cút về đi. Thật là làm ra vẻ bọn ta lắm. Mau lên nào, ta đã đợi lâu rồi đấy. Hoa cũng đã tàn cả rồi. Đại hạ à, chúng ta tui đánh cờ vây mà. Nếu ngươi không biết thì cút đi cho rảnh đời. Thằng khốn nạn, dám lừa ta. Ngươi định đánh hay không đánh hả? 5-7-20. Vậy thì hãy đánh cờ tướng với nhau đi. Đại hoàng tử, chỉ với 5 người đối một thì đã là khó khăn lắm rồi, nay ngươi lại ra oai như vậy, ngươi điên rồi à? Đại hoàng tử, ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, giang sơn đại hạ của ta chỉ là vật vô tri sao? Phải chăng trong mắt ngươi, uy danh của đại hạ cũng chẳng đáng gì sao? Phụ hoàng, nhi thần kiến nghị hãy tận trừ đại hoàng tử thằng khốn này ngay tại đây, đừng để nó sống thêm lâu nữa. Đại hoàng tử, chấm vẫn tưởng ngươi còn chiêu gì đó để đối phó, ai ngờ ngươi vẫn không thể cải tà quy chính. Ngươi đâu, lôi nó ra. Ta thua rồi, làm sao có thể được, đánh chỉ bằng âm thanh mà ta bị thua sao? 6-11 truyền bàn. Ta thua 9 ở hàng 11 rồi. Làm sao có thể như vậy, ta không thể thua được. 9 hàng 12, bao trùm. Cố lên, chắc ta đang nằm mơ thôi. 8 hàng 11. Thần. Quỷ thần ơi. Không thể nào, không thể nào như vậy. Rõ ràng hắn bịt mắt mà còn đánh bại được chúng ta. Ở đại hạ này, làm sao hắn lại giỏi đến thế được? Trình độ của đại hoàng tử thật cao cường, tiểu nhân xin bái phục. Ban đầu ta vẫn tưởng thần kỳ là vô địch thiên hạ rồi, nay mới được mở mang tầm mắt. Thần kỳ thực sự là đấng thiên nhân, ta phải quy phục thôi. Nếu phải quy phục thì phải đàng hoàng chứ. Mau quỳ xuống lạy ta, từ nay gặp ta phải gọi điện hạ, nghe chưa? Cái thứ gì vậy? Người nói linh tinh ái gì vậy? Chưa có trình độ mà đòi quy phục cái gì? Tên khốn nạn. Phản rồi. Dám đánh ta trên đất đại hạ. Người đâu? Người đâu? Về báo với chủ nhân của các ngươi, quân đến thì ta đẩy lui, nước đến thì ta ngăn chặn. Đại hoàng tử xin tạm biệt. Đại hoàng tử, ngươi dám đem theo 200 người gây loạn, tội danh phản quốc đã thừa sẵn rồi, câm miệng đi. Nếu hôm nay không có đại hoàng tử,
thì Giang Sơn Đại Hạ đã phải nhường ngôi rồi, chấm tuyên bố. Từ hôm nay, Đại Hoàng Tử được lên ngôi Thái Tử. Phụ Hoàng, câm miệng đi, nghe nói người rất thích thơ của ta, và cũng đang tìm kiếm ta phải không? Sao thế? Hay là người bảo Đại Hoàng Tử chính là Thi Tiên sao? Không thể nào, Thi Tiên là tài năng hiếm có ngàn năm, vạn năm mới xuất hiện một lần. Làm sao có thể là thằng vô dụng này chứ? Phụ Hoàng, hồi nhỏ Đại Hoàng Tử đã xua đuổi hơn 10 vị thầy, phải chăng người đã quên rồi sao? Hơn nữa, Bạch Tiên Sinh Long đã đích thân trao ấn kiếm của hắn cho thần y, làm sao có thể là thằng vô dụng này chứ? Nói cũng phải, muốn cầm binh kiếm đấu cũng phải tích lũy dần dần, thêm vào đó còn phải có thiên phú nữa. Đừng nói dối ta, chẳng lẽ ngươi thực sự là Thi Tiên sao? Phụ Hoàng, Đại Hoàng Tử đã giải quyết xong việc gia đình rồi, nhưng muốn trị lý đất nước mà không có thân thần giúp sức, sợ rằng Giang Sơn Đại Hạ khó lòng bền vững được. Chúng ta không khuất phục, ta cũng không khuất phục, Nhi Thần cũng không khuất phục. Được rồi, các người muốn gì? Hãy kiếm chỗ giao đấu binh khí. Nhi Thần có hổ tướng Trương Mánh đã trở về Hoàng Thành. Nhi Thần cũng có Bạch Tiên Sinh Long, đã lâu chưa xuất binh rồi. Hai người ấy rất muốn giao lưu văn võ với Đại Hoàng Tử. Nếu như có ai đó đánh bại được ngôi Thái Tử, thì cũng sẽ nhường ngôi cho người ấy. Quyết không hờn oán gì. Bẩm báo. Tâu Hoàng Thượng, quân ngoại bang đã đem hơn 200 vạn quân tấn công Huyền Vũ Môn rồi. Đến nhanh thật. Người đâu, chuẩn bị báo Bạch Tiên Sinh Long, việc triều đình không cần phải giao đấu, mà là phải đánh đuổi quân thù xâm lược trước. Báo cáo. Tâu bệ hạ, liên quân năm nước đang tấn công từng đợt vào Huyền Vũ Môn, các tướng lĩnh liên tục bị đánh bại lùi về rồi. Báo, thông tin sai rồi, lúc đầu báo có 20 vạn quân địch, mà giờ là 300 vạn rồi, cả bộ binh lẫn thủy quân hơn 300 vạn đã kéo đến thành trì. Báo. Tâu Hoàng Thượng, quân ta chỉ có thể chống cự được một canh giờ mà thôi. Người nói cái gì? Làm sao bây giờ? Việc đẩy lui quân thù lần này, khó lắm rồi. Tâu Hoàng Thượng, 300 vạn quân thủ tổng xâm lăng của là hùng mạnh, bệ hạ không nên đương đầu trực diện, mà nên tránh né mũi nhọn này đi. Nhưng Huyền Vũ Môn để ta tập hợp lực lượng, tranh thủ thời gian, đợi quân thủ sơ hở sẽ, tìm cơ hội đánh chiếm lại thành trì. Tình hình quân sự gấp rút mà vẫn bình tĩnh phân tích sáng suốt, tiên sinh thật không uổng là quân sư số 1 của đại hạ. Vậy thì ta hãy theo lời Bạch tiên sinh mà hành động, đại hạ có được hiện tại như vậy, ắt sẽ cửu trùng thiên vạn năm. Bạch tiên sinh, lời nói thật sâu sắc, diệt trừ được nguy cơ rồi. Hoàng thượng xin ra lệnh đi. Cái gọi là võ lực, chính là để giữ lấy cái mạng con rùa các người sao, để bị người ta gọi là lũ chuột nhắt nhỏ chạy trốn sao. Phụ Hoàng, Nhi Thần có một kế hoạch, có thể giữ gìn đất đai đại hạ an toàn, mà không cần đẩy lui quân thù. Người cũng có kế hoạch sao? Người cũng có kế hoạch sao? Ô trời ơi, Đại Hoàng Tử của ta, đừng có mở miệng sằng bậy nữa. Toàn thể văn võ trong triều đều là nhân tài kiệt xuất, đã nhiều năm chinh chiến rồi. Trước tình thế hiện nay, ngay cả chúng ta cũng bó tay cơ mà. Ngươi chỉ là tay mơ về võ lực, ta có đủ tài trí để đề xuất đấy. Ôi giời ơi, Đại Hoàng Tử, đừng có lấy cái lông gà ra mà khoe khoang nữa. Ngươi tưởng chỉ dựa vào sức ở đâu đó, là một thằng rượu trẻ ăn nhậu này, có đủ tư cách điều binh khiển tướng à? Ngươi tưởng những chiến sĩ anh hùng của đại hạ ta lại sẽ nghe lời một thằng vô dụng chỉ biết hô lớn vậy sao? Bạch tiên sinh là quân sư số 1 của đại hạ, nay toàn triều văn võ đều đã tán đồng rồi, ngay cả phụ hoàng cũng đã phải miễn cưỡng chấp thuận ta, quyết không cho phép vận mệnh tính mạng của binh sĩ đại hạ bị cầm cố bởi những kế hoạch vô lý ấy, càng không thể nào để cho thằng vô dụng như ngươi, ngươi dám nhục mạ Bạch tiên sinh được. Chẳng khác gì nhục mạ thanh danh, đại hoàng tử không cần phải dùng lời lẽ vô ích làm gì. Ngươi hãy thử bàn tính chiến lược, nếu ngươi hôm nay có thể đánh đuổi được quân thù, tiên sinh Bạch Long Minh Hạo sẽ nhường lại chức vụ. Theo ta thấy, tước hiệu Bạch Long căn bản không xứng với ngươi, thậm chí ngươi còn tự đề cao mình nữa. Hãy khiêm tốn đi, đây là ân huệ của trời ban. Tám đạo quân xếp hình chim rắn, thiên địa phong vân là bốn trận hình chính. Đằng xa là bốn đạo phụ trợ, trận hình này sai người cầm quân làm trung tâm. Người chiến đấu đều xếp hàng trước mặt, khả năng tàn rã như nước sôi. Và sức mạnh gần như nuốt chừng. Đây là trận pháp bát môn kim tòa bị thất truyền đó. Đây là trận pháp bát môn kim tòa bị thất truyền đó.
Bát môn kim tòa có hình tròn khép kín, sao ta chưa từng nghe nói đến? Bát môn kim tòa, đó là trận pháp phòng ngự số một thiên hạ, là trận pháp cổ xưa để lại, ta cũng chỉ biết qua sách cổ thôi. Truyền thuyết trận này biến hóa khó lường, cực kỳ khó khăn để làm chủ, đòi hỏi rất cao về kỹ năng quân sự. Người rốt cuộc là ai vậy? Trận pháp này từ đâu mà ra? Đáng để ta ghi nhớ một chút, nhưng ngươi chỉ nói đúng một phần thôi. Trận này là bát trận hồ, chính là trận pháp tiền nhân của Bạch Long, có thể chống lại cả trăm vạn quân lính. Ngươi nói gì vậy? Tâu bệ hạ, chúng thần đã xếp trận theo đại hoàng tử, khiến quân thù phải đóng quân bên ngoài Huyền Vũ môn rồi. Có một thiên tài như vậy, đây chính là tương lai của đất nước ta đây. Phụ thân không nói sai, đại hoàng tử thực sự đã khác rồi. Ngôi vị thái tử đã được định đoạt rồi, thật là một sự kiện trọng đại. Ôi chao, đại ca, tam đệ đã sớm thấy người chính là đế vương giữa môn người rồi. Sau khi lên ngôi thái tử đừng quên tam đệ ta nhé. Đây là lời thề son sát. Chúng ta đã chứng kiến người lớn lên rồi. Tương lai khi kế thừa Giang Sơn Đại Hạ, người nhất định phải nhớ những khó khăn vất vả của chúng ta đấy. Đúng thế, ta nói này, nói về thứ tự tuổi tác, chúng ta đây mới là bác của ngươi cơ mà, nay còn đã lập được công lao to lớn, chớ lãng quên phần công lao của chúng ta nhé. Tâu hoàng thượng, quân ngoại xâm không thể phá trận được, họ đã quyết định đốt lửa, ngọn lửa đang lan về phía Huyền Vũ môn. Là chuyện gì vậy? Ngọn lửa sắp thiêu rụi Huyền Vũ môn rồi. Hay lắm đại hoàng tử ngươi. Bây giờ rút quân còn kịp không đây? Hoàng thượng, thần đề nghị treo đầu đại hoàng tử trên Huyền Vũ môn để tỏ thái độ của chúng ta. Hoàng thượng, kẻ thù đang đến gần, đại hoàng tử cũng có công lớn với đất nước đấy. Hoàng tử cũng là công thần của đại hạ mà. Nếu không có hoàng tử thì đâu có ngọn lửa này để đốt. Nếu không có hoàng tử thì binh sĩ đại hạ ta làm sao có thể thoát khỏi tai nạn lửa nước này. Đại hạ vẫn luôn coi trọng tính mạng của dân, quá tàn bạo hung ác khi không muốn rút lui, khiến cho dân thường trong thành phải gánh chịu. Đám dân đen thì cứ để chúng chết hết vậy, có liên quan gì đến hoàng tộc đại hạ của ta đâu. So với lũ người tầm thường ấy, kẻ đáng chết nhất vẫn là thằng vô dụng đại hoàng tử này. Chỉ vì tự đại đã đánh bại được năm cao thủ ngoại quốc, là do người tự phụ tự đắc, dùng kỹ năng võ cổ lỗi thời chống quân thủ, gây nguy cho đại hạ. Người nói làm sao ta lại tin lời ngụy biện của hắn được? Ta đã chính thức phong hắn là Bạch Long thì cũng đáng đời thôi. Người có tư cách gì dám ở đây chỉ bảo Giang Sơn của ta hả? Trên đời này ngoài Thi Tiên và Bạch Mỗ Nhân ra, không một ai ta phải khuất phục. Giết hắn đi. Xong đời ngươi rồi, đại hoàng tử, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Ta nói là quân đến ta sẽ đẩy lui, nước đến ta sẽ ngăn chặn, chỉ là một đám lửa nhỏ, chỉ cần một cơn gió là được. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thằng vô dụng này có thể gọi được gió lớn sao? Thôi đi nào, nhìn xem trời kìa không lấy một gợn mây. Hoàng thành nằm ở vị trí đặc biệt, trăm năm nay chỉ có gió Tây Bắc thổi qua thôi. Cho dù có gọi được gió thật thì cũng đổ thêm dầu vào lửa thôi. Ngươi là muốn giết chết hoàng thượng hay sao? Ta thấy ngươi chỉ muốn thừa cơ chiếm lấy Giang Sơn Đại Hạ. Nếu thằng nhãi này mà thực sự gọi được gió đông thì ta sẽ gọi nó bằng ông nội luôn. Muốn làm loạn đất nước hay sao? Ngọn lửa này sợ rằng khó khăn. Bạch Long xông ra, Bạch Long xuất chiến. Người này là ai vậy? Gió đông từ đâu đến? Cơn gió lớn từ hướng đông nam thổi đến.
Sao lại có gió đông nam vậy? Không thể nào, điều này chắc chắn là giả. Đây là phép lạ, chuyện gì vậy? Chạy đi báo cáo với bệ hạ, gió đông nam đã nổi lên, thổi bay quân liên minh, quân ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tâu hoàng thượng, quân ta đã đẩy lùi được cuộc tấn công đại thắng, chiếm được thêm hai thành trì nữa. Quân địch xin đình chiến, cử sứ giả đến đại hạ. Nói với các sứ giả, bảo bọn họ chờ ta tới. Hôm nay, nhờ đại hoàng tử mà đại hạ còn giữ được đất đai thật vẻ vang, hiến hách, đáng được phong thưởng cao quý. Thần tử không chịu khuất phục, tướng lĩnh Trương Bánh dưới trướng thần đã chờ đợi lâu rồi, không thể kết thúc như vậy được. Quy định là quy tắc, hay là ngươi còn muốn mất mặt hơn nữa? Nếu nhị đệ không chịu phục, ta cho người biết sức mạnh dòng dõi là gì. Đại hoàng tử, ngươi không tỏ vẻ khiêm nhường đừng trách ta tàn nhẫn. Người này tên là Trương Mẫu, là tướng lĩnh xuất sắc nhất dưới trướng ta. Cái này nặng tới ngàn cân vàng đấy. Luật lệ rất đơn giản, chỉ cần đại hoàng tử ngươi hoặc tướng lĩnh của ngươi có thể nhấc nổi cái này lên, hoặc ít nhất cũng phải lay động được nó, thì xem như ta thua. Sợ rằng trong cả đại hạ này, chỉ có mình tướng quân Trương Mãnh là có thể làm được thôi. Ai dám chối rằng không phải vậy? Chỉ có sức lực của tướng quân Trương may ra được. Nếu ta là thằng vô dụng đại hoàng tử ấy, thì ta đã sớm tỏ vẻ khuất phục rồi, để khỏi mất mặt còn hơn. Tướng quân Trương Mãnh này đúng là hàng đầu đại hạ, lần này sợ là khó thắng được. Thôi đừng gượng gạo làm gì nữa, thắng một trận cũng đủ rồi. Sao có thể đủ được? Nếu muốn chịu thua, hãy chui qua giữa đuổi ta đây, ta sẽ tha cho người. Dám mạo phạm đến bậc đế vương. Hoàng thượng, con không phải chống lại người, mà chống lại nó thôi. May mắn thay, gần đây ta đã thu thập đủ nhiều hảo cảm. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, ta đã có người lựa chọn rồi. Đi ra ngoài đi. Không phải người à? Bá vương Tây Sở. Đại hoàng tử muốn thể hiện sự ngu ngốc của mình bằng cách giả điên để qua mặt ta sao? Quỳ xuống xin lỗi nhị đệ đi, thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Bá vương Tây Sở, ngươi làm cái quái gì vậy? Ta đang ở đây này. Cái quái gì thế? Tại sao lại là bá vương Tây Sở thời thiếu niên vậy? Cậu bé này liệu có nhấc nổi cái lư không? Ta tưởng dưới trướng đại hoàng tử có những nhân tài đáng gờm gì chứ. Hóa ra chỉ là một đứa trẻ chưa đủ sữa mẹ. Hắn ta chẳng hề khinh miệt đứa trẻ đâu. Đại hoàng tử, ngươi càng lúc càng điên rồ thì phải. Ngươi lại đưa một con súc sinh nhỏ xíu ra đây, ta sẽ phải tha cho ngươi rồi. Nếu hôm nay ngươi không cầu xin tha thứ, đứa nhóc này sẽ bị ta đánh trước mặt ngươi đấy. Thôi được rồi, dùng đòn bẩy, ta vẫn nhấc nổi nó lên mà. Ngươi đâu, lấy cho ta ba sợi dây thừng, một cái cọc bằng gỗ. Đứa nhóc chưa cài sữa này đến gây rối với ta à? Đốt cháy. Không thể làm loạn được, hoàng đế đang ở đây mà. Ngươi không cần phải hoảng hốt van xin tha mạng đâu. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể nhấc nổi? Một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể nhấc nổi cái vạc trọng đại kia? Hoàng
Này hỡi chư vị, sức mạnh của đứa nhỏ kia về võ công của nó thậm chí còn cao hơn ta nữa. Thật may mắn đại hạ có được một nhân tài dũng cảm như vậy. Đại hoàng tử chính là người duy nhất kế thừa Giang Sơn đại hạ. Xin mời sứ giả năm nước đến, thần đã chờ tài điện. Thua trận rồi mà còn muốn mời khách đến thu hồi lãnh thổ à? Hãy mơ đi. Bảo với hắn rằng, ngoan ngoãn chờ chậm đây. Thông báo cho các quan văn trong hoàng thành, ta đã xong xuôi. Đánh nhau thì đại hạ thắng, nói lời đại hạ cũng thắng. Thật là vô lý. Làm sao đại hoàng tử có thể có nhiều nhân tài như vậy? Ngôi vị thái tử là của ta, gơ lại bị cướp mất. Nâng Nguyên không cần phải tức giận như vậy, chỉ là một tên vô dụng ngoan cố thôi. Giết chết cũng chẳng khác gì giết con sư tử cái của hắn. Nói vậy cũng có lý đấy. Ngôi vị thái tử phụ hoàng sẽ ban cho người được ưu ái mà thôi. Chỉ cần khiêu khích được năm nước phái sư đến. Chỉ cần ta bảo tiên sinh Bạch im miệng, các quan văn không đưa ra luận cứ nào, nhiệm vụ đón tiếp sứ giả năm nước sẽ đổ lên đầu thằng vô dụng đại hoàng tử đó. Xem đại hoàng tử có tài gọi gió gọi mưa ra sao. Hắn chỉ là một thằng chưa đọc sách vở gì thôi. Thần đã nhận được phúc đáp của thất tâm đại nhân, sẽ ghé thăm vào ngày mai. Ngôi vị thái tử sẽ trở lại tay người dễ như trở bàn tay. Một quốc gia mà không xử lý được chuyện nhỏ nhặt này, nếu lọt ra ngoài quả thực mất mặt. Mau ra bắt ta đi, ở đâu vậy? Tóm được ngươi rồi. Ngươi chó nhẹ tay một chút, ta ghét cái kiểu đó. Không ngờ trong những ngày ở trong cung, chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối thế này. Chẳng lẽ đại hoàng tử thực sự muốn lật đổ à? Thằng vô dụng kia, cả cô vợ sắp cưới thuở xưa cùng lớn lên từ nhỏ cũng bị ta cướp mất. Thì ngươi còn làm nên được trò gì nữa? Ước gì mẹ của ngươi chết từ lúc ấy rồi thì hay biết mấy. Ngài định làm gì tiếp theo đây? Dựa vào những cô gái do ngài dẫn về từ Tây Vực để múa một khúc nhảy tại yến hội, khi đó nếu phụ hoàng hài lòng thì thuận lợi đuổi đại hoàng tử ra khỏi hoàng thành. Nhưng ngài không sợ đại hoàng tử sẽ phản lại à? Kể từ khi ngài từ bỏ, cô gái Vân Yên kia cũng đã tuyệt giao. Giờ đây ngoài hai cô hầu gái trong phủ của hoàng tử ra, giờ hắn chỉ còn là một đống bùn không ai muốn thôi. Thứ rác rưởi, làm sao có thể so sánh với tài năng xuất chúng của tam hoàng tử được? Cách đây hai ngày, khi đi Phong Nguyệt lâu, thần đã xem qua tuyệt thi kia. Thần nghĩ trên đời này chỉ có tam hoàng tử ngài mới xứng đáng được xưng tụng là tiên thực. Không sai, thi tiên ấy của thực chính là ta phải không? Tam hoàng tử, ta yêu ngài quá. Nhóc sẽ ăn gì đây? Nhóc không muốn béo lên đâu. Đêm nay ta sẽ chiều chuộng nhóc một phen. Dù thiên thiên của ta có xinh đẹp, nhưng ta thấy đàn chị Tây Thi cũng không kém phần đẹp đẽ mỹ miều đâu. Chọn ai đây? Thêm một nàng nữa. Ban đầu ta cũng chẳng ngờ, ngoài việc có thể triệu tập thần tướng ra, ngươi còn có thể triệu hồi vũ khí nữa. Ra một vật phẩm linh nghiệm, triệu hồi than sắc trường tồn. Da vàng ngọc châu báu. Khương Minh đại nhân tới xin gặp. Lão ta tới làm gì? Rất đẹp.
Nếu xem dưới ánh trăng thì càng thêm mỹ lệ. Khương tiên sinh thích thì hay lắm. Xin hãy tiếp tục ủng hộ giúp đỡ. Lý do khiến ta theo chủ công, bởi vì chủ công là tài năng hiếm có đương thời. Đến hôm nay, ta muốn hỏi phương pháp phân biệt thiệt hư. Trong lúc đang bình thản, sao ngài luôn có thể nói ra những điều kinh người? Những lời lẽ ấy có thể truyền từ đâu? Người hãy lắng nghe cho kỹ, những gì ta sắp nói đều là những lời sai trái. Ta muốn trở thành Vũ Nhật Kỳ thì không dạy môn đệ Vũ Nhật Thất đâu. Chơi không ở đỉnh núi, chỉ cần dáng vẻ bên ngoài ta đã nhìn thấu rồi. Nhiệt tình nhưng vô trách nhiệm, nội tâm chỉ là bên ngoài. Càng táo bạo càng phải có chủ đích rõ ràng. Mang theo niềm đam mê không ngừng vươn tới đích, ta sẽ thắp lên ngọn đèn, không thể dừng lại, không được tiếp tục chìm đắm trong lối sống lộn xộn. Ta muốn xoắn bồi trời đất. Ta muốn chinh phục cả dòng Hoàng Hà 6.000 dặm, từ Vũ Đài đến Thiếu Lâm phương Nam. Giang Sơn đại hạ bao la vô tận, những dũng sĩ từng hạ sát được tên đồ tề đạt quốc, sở hữu hào khí phi thường ngời ngời. Nhưng ngày hôm nay, toàn thể văn võ trong triều liều mạng lên tiếng. Hôm nay chúng thần đến đây, mục đích rõ ràng. Năm đại thần kia là thuộc hạ, nhưng lại bị ngài cướp đoạt một cách bất công, chỉ vì họ là những anh hùng ư? Vậy thì thần sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ngoài việc phải trả lại các vị thần kia, thần nghĩ đại hạ cũng phải tỏ thái độ thiện chí chứ. Nghe đồn bệ hạ rất trọng dụng bách tính, coi trọng nỗi đau khổ của dân chúng. Người dân khốn khó vô số, thần đề nghị đại hạ hãy bố thí 5 triệu lượng bạc và một ấp lương thực, cùng nhường cho một thành trì để đón nhận những người dân khốn cùng kia. Các người có hiểu sai ý không vậy? Đã thua trận rồi mà còn dám đòi tiền bạc thành trì của chúng ta nữa à? Thật quá đáng. Mục tiêu của đại hạ là chiếm đất giữ người để bảo vệ bờ cõi, yên dân lạc nghiệp. Dân của các nước các người không phải là bá tánh hay sao? Quốc hiệu của năm nước các người không phải là loài bách thú bất tổn ư? Phải chăng mạng người dân năm nước kia không đáng để trọng hay sao? Ngươi tưởng bệ hạ là kẻ không coi trọng tính mạng bá tánh ngư, là một kẻ vô tâm không ra tay cứu giúp người khác lúc nguy nan sao? Kẻ thứ dân hèn mọn kia, ngươi dám xưng bệ hạ ta là kẻ mờ ám vô đạo? Trước mặt hoàng đế đại hạ này mà còn dám mạ lị đấng quân vương? Đây đều là những người nổi tiếng cả, cũng dám chẳng từ thủ đoạn gì để đe dọa ta sao? Thằng vô dụng đại hoàng tử kia, chết đi. Chấm cũng muốn nghe quan điểm của các đại thần trong triều. Vương gia triều sở. Được rồi, Dương tiên sinh. Quỳ xuống. Phụ hoàng, con cũng muốn nói thật, nhưng con không thể cướp mất cơ hội của đại ca. Đại ca mới là thái tử của đại hạ. Võ hoàng chỉ là một danh hiệu đối với đại hạ, nhưng có đại ca ở đây rồi, thì hắn còn tư cách gì mà nói nữa? Đối phó với bọn rác rưởi các ngươi, chỉ mình đại ca cũng đủ rồi. Tiên sinh Bạch Long nói rất đúng đấy. Có gì thì cứ bàn bạc với thái tử là được ạ. Đây chính là tên say rượu, chỉ biết chơi bời lêu lổng. Ta có đại tướng Quản Vũ, được sự nhiệt trợ của thái tử đại hoàng tử, đại hạ ta còn lo gì nữa? Xem ra ngươi chỉ là một đứa con hoang nào đó. Chúng thần cũng đã đem theo thiện ý mà đến, thì không nên để thằng vô dụng này ra bàn bạc. Chúng ta hãy chuyển giao lãnh thổ và tặng kẻ tiền bạc luôn đi. Chỉ khiến đại hạ mất mặt thôi. Đại hoàng tử, danh tiếng của người đã đồn ra khắp nơi rồi. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ câm miệng luôn. Mau chóng trao trả thành trì để cứu dân khỏi nước lửa đi. Nếu ta là ngươi thì ta đã từ chức rồi. Để làm vẹn lòng cho người mẫu đã khuất của ngươi, ta tưởng hôm nay sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, tranh giành quyền chiếm giữ một thành trì. Xem ra số lượng phải nhân đôi lên mới đủ.
Một thằng vô dụng như ngươi cũng dám làm thái tử à? Sao ngươi không lo lắng gì cả vậy? Chẳng lẽ lúc này đây không phải là lúc ngươi nên lên tiếng ư? Mau mở miệng nói gì đi nào. Sao lại câm như hến vậy? Sáng lên nào. Dám lăng mạo nhận chức vụ Bạch Long, câm miệng ngay. Từ khi 3 tuổi, Bạch Long Trần Hạo đã vang danh thiên hạ. Chẳng lẽ là do một lang băm núi rừng như ngươi mà có được sao? Ta tưởng với chút tài hèn mọn có thể gọi được vài cơn gió nhẹ mà đã khoe khoang. Để ta nói cho người biết, nhìn khắp thiên hạ, ngoài Thi Tiên đại nhân ra, chẳng ai khác mà Bạch Mỗ nhân này phải khuất phục. Hôm nay Thi Tiên ấy sẽ đến nơi này, ta khuyên người đổ rác rưởi này mau chóng chết đi cho rảnh nợ. Đừng để đến lúc đó mất mặt cho cả đại hoàng tử luôn, và cũng mất luôn cái mạng nhỏ nhoi của chính mình. Muốn bắt ta quay về nhà cày cấy ruộng vườn à? Sao lại dám đến đây làm trò cười cho thiên hạ vậy? Thấy mình không có gì đặc biệt, nên cẩn trọng trong hành vi lời nói. So với các vị thì quả thực còn thua xa. Đã thua trận mà còn đòi hỏi ân huệ, ngoan cố thách thức trước điện. Mà dám tranh giành phần thưởng của kẻ chiến thắng, các ngươi là một lũ ngu ngốc. Ngươi đúng là một kẻ văn nhân thất lễ. Ngươi, hỗn xược vô lễ, thật xấu hổ. Chúng ta là các quan văn nằm ở đây, ngươi có tư cách gì mà đòi hỏi? Ngươi cũng chỉ là một thằng ngốc thôi. Đã phải vượt núi trèo đèo, lội suối để đến đất của ta. Ngươi hỏi ta tại sao có thể tự tin như vậy? Đó là bởi vì ta đã sẵn sàng thề độc để xử lý ngươi rồi. Đứng sau lưng ta không chỉ có các văn nhân. Quy tắc, luật lệ cũng không thể ngăn cản ta. Nếu muốn thử thì cứ thử đi xem. Ta sẽ khiến các người hối hận. Chủ công của ta cao thượng tài hoa, cao ngạo phong độ, uy vũ lẫm liệt, lịch lãm tao nhã, tài năng xuất chúng. Các người thật đáng thương. Đám đồ ngốc nghếch này. Khi đêm đen buông xuống, ta đều có thể nhìn thấu mọi việc. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế này. Đã chết cả rồi, đã chết sạch rồi. Lưới ba tấc của ta, cứu mạng, đã khiến các sứ giả của năm nước phải gục ngã hết rồi. Ngươi dùng phép gì thế này? Chấm không nghe rõ. Vị nhân tài kia vừa xưng hô cái gì thế? Đừng tưởng chỉ vì giải quyết được vài việc nhỏ nhặt là có thể tự tiện nói năng lung tung như vậy rồi. Để ta nói cho người biết. Chỉ có người ấy mới xứng đáng, chứ người thì không. Đại hoàng tử à, đừng có tưởng rằng chỉ vì đánh bại được một vài đại thân của ta là người sẽ vĩ đại. Tại điện Kim Thất, đại đường Nghệ Văn, những lời lẽ ngu xuẩn vô giá trị ấy, nếu để lọt ra ngoài, cũng đủ để làm nhơ nhúc phụ hoàng ta rồi. Các người cũng thấy rồi đấy, các người cũng thấy rồi đấy. Xung quanh đại hoàng tử toàn là đám thổ lỗ vô lễ. Dù có giỏi võ nghệ đến đâu đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Không có nền văn hóa chỉ khiến ta phải khạc nhổ, làm đại hạ tiếng xấu muôn đời. Tâu bệ hạ, giang sơn đại hạ không thể giao cho một kẻ đầu đất được. Dân chúng sẽ chỉ trò và chế nhạo xương sống của đại hạ chúng ta mất. Theo lời các ngươi, thì ta phải làm gì để xứng đáng với ngôi vị thái tử này? Tối thiểu, cần đối với sự phát triển của đại hạ đưa ra ý kiến đi. Tối thiểu, ngươi cần phải biết những chữ viết trên tài liệu. Dòng dõi đại hạ rất thuần khiết. Đại hoàng tử, ta và các hoàng tử khác đều đã đọc tứ thư ngũ kinh. Ta không đòi hỏi ngươi có thể sáng tác như những bậc thi tiên trên núi, tạo ra những thi phẩm kiệt xuất. Nhưng ít ra ngươi cũng phải biết đọc được đôi chữ. Nhưng nếu ta nói ta chính là thi tiên thì sao? Tên vô lại, ngươi điên rồi. Đại hoàng tử,
Ngươi mạo nhận danh hiệu Bạch Long thì thôi đi, nhưng còn dám tự xưng là Thi Tiên nữa. Ngươi không biết vị này là niềm hy vọng của Vân Bang Đại Hạ. Ngươi không biết vị này ngay cả Phụ Hoàng cũng phải kính trọng ba phần sao. Ngươi đâu? Mau lôi tên súc sinh không có mắt này ra khỏi đây cho ta. Nếu ngươi là Thi Tiên thật, mạng già này của Lão Phu sẽ là của ngươi. Được. Lệnh bài Bạch Long ta, ngươi thực sự là Thi Tiên. Đó thực sự là huynh ấy, vẫn là huynh ấy. Sao ta lại không nhận ra? Điều đó không thể nào. Giả dối, hãy nói với ta rằng tất cả đều là giả đi. Đây toàn bộ đều là giả, ngươi lừa ta. Bạch Mỗ, bái kiến Thi Tiên. Ngươi đừng qua đây. Mạng của ngươi là của ta rồi. Không ngờ, chấm thật không ngờ. Con trai ta đại hoàng tử không chỉ có nhân tài phò tá, mà còn viết được những thi phẩm làm kinh động thiên hạ. Tốt, tốt. Chấm muốn ban thưởng đại hoàng tử 100.000 lượng vàng và 9.000 tấm lụa gấm. 3 giờ sau đó, hãy tổ chức một bữa yến tiệc long trọng. Chấm muốn vì con trai mà mở tiệc chúc mừng. Tạ, phụ thân. Trời ơi, không thể nào, thật quá xuất sắc bất ngờ. Hai người các ngươi làm sao đến? Tam hoàng tử đã dẫn về từ Tây Vực hàng chục cô gái xinh đẹp, muốn nhân dịp này mà cướp lấy lòng dân. Chúng tôi đến để hậu thuẫn cho ngài. Yên tâm, lần này bổn hoàng tử ta đã có sự sắp đặt riêng. Bởi vì các ngươi đã có ý tốt như vậy, vậy thì hãy đi dọn dẹp giường chiếu cho ta. Bổn hoàng tử ta sắp mở cuộc dạ hội kỷ niệm chiến thắng. Hai người lúc đó hãy gả cho ta. Hoàng tử đáng ghét. Thuộc hạ bái kiến đại hoàng tử. Vị thi sĩ này đi đâu mà không thấy? Hình như Kim Khâu đã không tính sai đấy. Hoàng tử gửi thư tìm hiểu vụ án mạng ngày hôm đó. Hung thủ giết hại Lệnh Tôn là người từ dưới trướng Vũ Thánh Đạt Quốc. Ta vừa nhận được tin, Vũ Thánh Đạt Quốc đã bí mật đưa người vào kinh thành, muốn hạ sát trong ngày hôm nay. Chỉ là một nơi nhỏ bé, dám lấy chút võ công tam đoạn cùn ra khiêu khích đại quốc. Hoàng tử, ta nói thẳng ra, trong 3 vị hoàng tử, chắc chắn có tay sai của Đạt Quốc, có nên để bọn họ cùng. Này, để ta chơi một lúc, cái này thưởng cô. Cái này là đồ ban đêm. Cái đó, cô có thể hiểu như vậy. Theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ tự mình đến biên giới Đạt Quốc. Kẻ đã giết mẹ ta, không một tên nào được phép thoát thân. Còn 3 tên kia, chỉ là lũ ấu trùng đáng khinh. Trước khi mọi việc lộ tẩy ra, thì cứ để chúng nhảy nhót thêm chút nữa vậy. Đậu đã nấu chín, cũng trong cùng một nồi, vốn là cùng một gốc, tại sao lại thở dài? Ta nói còn ai chứ? Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Thật đúng là một sự kỳ diệu. Sao nào, không thể nhớ sao? Để ta nhắc lại cho ngươi nhé. Cách đây 3 năm, phụ vương đã liên hôn cho ngươi với nhà Tôn. Hai người là thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ. Nhưng ngươi không biết đấy, ngay trong lễ đính hôn đó, Tôn Nguyệt đã ở trên giường ta. 3 năm trước, ta đã từng năn nỉ ngươi xin bệ hạ 100.000 lượng bạc. Tên vô dụng, 100.000 lượng không cách mà bay. Giang sơn rộng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phá hoại. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là lý do ta nói dối để đưa tam hoàng tử mà thôi. Lão phu không phục, chơi, chơi tiếp. Không phải chỉ là tiền thôi sao, ta có nhiều tiền lắm, mở. Đại ca còn nhớ, lần ngươi đưa Tôn Nguyệt lên núi hái thuốc rồi ngã gãy chân không?
Chỉ vì mơ tưởng mộng tình à? Nhưng đại ca à, ngươi có biết không, đó là Tôn Nguyệt đi hái thuốc bổ dương giúp ta đấy. Lúc ngươi đang nằm đau khổ vì chân gãy, thì ta và cô ấy đã hoàn lạc suốt cả đêm dài kia. Tam công tử đáng ghét quá, tại sao cái gì cũng nói vậy? Hắn chỉ là một thằng vô dụng, biết rồi thì có làm gì được đâu. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau tránh đường. Ta nói này đại hoàng tử, ngươi thực sự mặt cũng không cần nữa à? Ta đã ngủ với nữ nhân của ngươi, vậy ngươi lại chẳng dám ho hề gì cả. Ngươi còn diễn giả vờ gì nữa? Ngươi tưởng rằng ta đại hoàng tử thiếu loại người như này sao? Đại hoàng tử, đừng tưởng chỉ vì có chút thành tích nhỏ nhoi là có thể tự đắc tự phụ trước mặt ta. Để ta nói cho ngươi hay, hôm nay tưởng là yến tiệc kỷ niệm chiến thắng, nhưng thực chất là phụ vương định chọn con dâu cho ngươi. Ngươi cho là có đại thần nào lại gả con gái mình cho một thằng vô dụng như ngươi? Ngươi nghĩ ngày hôm nay ngươi có thể vô tư thưởng thức được một ngụm rượu không? Lão ta mà, việc này không cần ngươi phải lo đâu. Đồ rác rưởi không biết xấu hổ, nên đi chết luôn với mẹ ghẻ của ngươi đi. Đại hoàng tử, ngươi dám mắng mẹ ta trước mặt ta, thì ta sẽ giết sạch cả 9 đời tông tộc nhà cô. Ngươi thật quá đáng lắm. Bệ hạ, ngài cũng thấy rồi, bản tính của đại hoàng tử này khó mà cải sửa được. Dù ngài có dùng cuộc hôn nhân này để khuyên giải đi chăng nữa, thì thần cũng không muốn gả con gái cho đại hoàng tử đâu. Châu Ái Khanh, có ý gì đây? Xin hoàng thượng thứ tội, con gái thần hơi thổ lỗ, sợ rằng không thể hầu hạ bên cạnh đại hoàng tử. Bệ hạ, thần chỉ có một đứa con gái, làm sao ta có thể đẩy nó vào hố lửa? Bệ hạ, cho dù ta phải gánh chịu tội ác của chính tộc, thần cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bạn có nghe thấy điều đó không? Ngươi có nghe thấy gì không? Trên thế gian này, không ai xem trọng ngươi. Điều đó tùy thuộc vào việc ta có muốn hay không. Con gái nhà ta đều được đọc sách vở rất giỏi, am tường thi thư lễ nghĩa, không gì không dành. Ngay cả Tử Thuần cũng phải gãi đầu gãi tai trước nó, chẳng phải tốt hơn hoàng tử lớn ngươi sao? Tuy con gái ta không bằng là Thi Tiên để viết nên những tuyệt cú thiên cổ, nhưng nhan sắc thì vẫn xếp trong top 10 mỹ nhân đẹp nhất hoàng cung. Đại hoàng tử, có lẽ ngươi đánh giá cao bản thân quá không? Thưa bệ hạ, xin ngài hãy thứ tội. Hôm nay vốn chỉ là yến tiệc kỷ niệm chiến thắng mà thôi. Ái Khanh cứ tự nhiên mà nói. Đại hoàng tử, phụ vương mới vừa ban cho ngươi mỹ phục, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng, nếu không có địa vị hoàng tử, thì ngươi đối với ta chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu theo lời các ngươi nói, đại hoàng tử ta suốt đời không tìm được nữ nhân sao? Từ xưa đến nay, anh hùng luôn xứng đôi với công chúa, Hàn Lâm hướng hạnh phúc. Nếu đại hoàng tử biết mình thì đừng tỏ ra khó chịu. Một người đã bị hủy bỏ hôn ước, dù có ngồi trên ngai vàng thì vẫn là kẻ ngốc. Không giống Tam hoàng tử, những thi phẩm do ngài sáng tác đến nay vẫn còn được treo trên bảng vàng của Phong Lãm lâu. Những khúc thi tiên ca của ngài càng làm rung chuyển cả Cửu Châu. Thi Tiên, lẽ nào Tam đệ chính là trong truyền thuyết nói văn học huyền thoại? Đúng rồi, chính là ta. Ngươi nói bậy, Thi Tiên rõ ràng chính là... Xin Vân Yên cô nương cầm đàn tấu khúc, hôm nay ta còn có một phần quà lớn để tặng phụ hoàng. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Gia nhân, nay coi như cũng đã mở mắt ra rồi. Tất cả là nhờ ánh hào quang của bệ hạ. Cảm tạ Tam hoàng tử đã ban phúc này. Đúng vậy, so với một số kẻ vô dụng kia, thì Tam hoàng tử mới thực sự biết tu dưỡng đạo đức, thật thông minh khôn ngoan. Không ngờ những lão già này lại mê mất hồn mất vía như vậy. Hút, đại hoàng tử, không biết theo đuổi sở thích thì làm thái tử nỗi gì. Chưa chắc giang sơn này đã là của ai rồi đâu. Không tệ, không tệ. Càn Nhi, con cứ việc tự do lựa chọn một trong số cung phi này và đưa họ vào cung. Không, dựa vào cái gì à? Đúng vậy, thưa bệ hạ, chưa nói đến việc đại hoàng tử có đủ tư cách hay không, phải hỏi ý kiến của họ xem có đồng ý hay không chứ. Bệ hạ, chúng thần đã từ phương xa đến đây là vì Tam hoàng tử, quyết không khuất phục. Đại hoàng tử quá tàn bạo với dân Đại Thanh, chúng thần thà chịu chết còn hơn bị sỉ nhục. Xin bệ hạ ban cho cái chết. Thôi được rồi, đừng diễn vở tuồng nữa,
càng múa may càng rẻ tiền thôi. Cười bỏ lớp son phấn đi, ta cũng chẳng thèm nhìn đâu. Đại hoàng tử, ngươi không thể nói như vậy. Lúc trước ngươi phản bội ta, ta đã hận đến nỗi muốn lấy tìm xé nát đi. Háo sắc đến nỗi thấy cung nữ là theo đuổi bằng được, giờ còn dám đứng ra diễn trò kiểu này nữa. Ý ngươi là ngươi đã quên biết một vị tiên nữ nào đó, một nhóm phụ nữ yêu quý và ngưỡng mộ ngươi. Vậy bây giờ ngươi có thể giới thiệu cho chúng tôi làm quen được không? Chúng ta cũng hãy trau dồi kiến thức. Theo danh tiếng của đại hoàng tử giữa hoàng thành hiện nay, thì sợ rằng ngay cả kỹ nữ hạ lưu nhất của thất lâu trang cũng chẳng thèm nhìn ngươi đâu. Được rồi, ta chỉ nói một cách không hề nào núng. Ngoài Vân Yên ra, ngươi, còn cả ngươi đều là rác cả. Hỗn xược, nhan sắc của nàng còn được hoàng thượng khen ngợi nữa, sao ngươi dám chỉ trỏ phê phán được? Nếu không thể chỉ cho ra người đẹp hơn các nàng ấy, thì ngươi, cho dù là thái tử đi chăng nữa, cũng đã phạm tội lộng ngôn rồi đấy. Nếu vậy ta sẽ nói thẳng ra, nếu có ai cảm thấy ngươi đẹp trai, thì tên cháu ta sẽ biết ngược. Bởi vì các vị đều muốn xem thực hư, vậy ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm thực tế so với lũ rác rưởi kia. Ai mới gọi là mỹ nhân đẹp nhất trời đất? Đại hoàng tử, từ sáng đến tối đầu óc ngươi chỉ toàn. Xin mời, giai nhân phấn hồng đến. Điều này là không thể, phải không? Có dùng nhàn khí chất như thế, dù chỉ đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sắc đẹp cũng vẫn. Sắc đẹp tuyệt trần, chiếm hết mọi thiên nhiên vẻ đẹp. Làn da mịn màng như ngọc đến cùng trời cuối biển, làn môi hồng thắm dịu dàng. Bài hát này khá thú vị. Người có bị thuyết phục không? Tuyệt vời, ta không ngờ rằng những bài thơ và bài luận con đều chơi đạt đến đỉnh cao như vậy. Nhưng người nhất định phải chú ý sức khỏe đấy, không được thì ta thay con. Việc này thì không cần đâu, hoàng thượng hình như đã hiểu lầm rồi. Trước mặt Tam hoàng tử là một nhà thơ, toàn là những lời vô lý, tài học của con ta thì trời đất làm chứng. Danh hiệu thi tiên đã vang lừng khắp thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi dám chiếm đoạt ca tụng con ta trước mặt ta sao? Cái gì? Thi tiên là đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ngươi có tài năng như thế, tại sao không sớm cho ta biết chứ? Trước đây ta chỉ là chưa đủ tài năng mà thôi, đừng trách ta nữa. Ta nằm mơ cũng luôn cùng người trùng phủng bên nhau. Thật sao? Có chỗ nào giả? Từ giờ trở đi, với tư cách là cung điện chính, ngươi sẽ thuộc quyền quản lý của ta. Được rồi, ta sẽ thưởng cho cô. Đưa mặt lại đây. Đại hoàng tử, trước mặt hoàng thượng ngài hãy tỏ ra ấm áp với người ta chút đi. Đại hoàng tử, ngươi thật là dơ bẩn quá. Nếu không có việc gì nữa, thần xin lui ra. Các nàng ơi, chúng ta đi thôi. Cẩn thận. Ừ.
Chủ công, ngài đi trước, để tôi canh giữ đằng sau. Ngươi là ai? Được đặt cho một cái tên danh xưng đáng kính sợ, chỉ là một tên vô quốc lẻn lút. Cái gì vậy? Chính là kẻ truyền thuyết có thể lột vũ khí của tân binh xuất sắc nhất trong đám quân thù. Không chỉ có vậy, còn thông thạo nhiều môn phẩm công pháp khác nữa. Gặp nước không sợ, gặp lửa không chạy, không khiếp đối thủ. Hộ giá, mau hộ giá. Đừng la hét nữa, quân của Hoàng Thành đã bị ta khóa chặt rồi. Vị đạo sĩ âm dương đệ nhất thiên hạ. Được rồi, người có ý gì vậy? Hàng vạn lãnh thổ trước thời đại hạ, hôm nay chỉ đến đây thôi. Chỉ cần đại hạ hoàng đế nhường ngôi hoàng vị, thì sẽ tránh được đổ máu không đáng có. Suy nghĩ viển vông, đất nước Hoa Hạ của ta dù có thay đổi triều đại, nhường ngôi cho ngươi, vậy làm sao chấm đối diện với tổ tông được? Ngươi có thể tàn sát dân chúng trên đất ta, ta vẫn tưởng đại hạ còn có nhân tài chứ, ai ngờ chỉ toàn là lũ vô dụng không chịu đựng được gian nan. Người xưa có câu, người biết nắm bắt thời cơ mới là bậc anh hùng, lẽ nào đại hạ hoàng đế không hiểu đạo lý này sao? Phụ vương không cần phải làm vậy. Chúng ta phản bội luật pháp, thì cứ nhường ngôi để khỏi đổ máu vô ích thì hơn. Này, ngươi có phải nói tiếng người không vậy? Tuy núi xanh còn đó, người không sợ cũng được nhưng đừng mang theo con. Hình như có kẻ không phục người đấy. Quốc pháp của là biến hóa khôn lường, ngay cả việc triệu tập quỷ thần cũng chẳng lạ gì. Tâu bệ hạ, lời Tam Hoàng tử nói rất đúng. Miễn là còn có núi xanh, sẽ không thiếu kẻ trung thần. Ẩn thân. Chỉ có một trong vạn người mới được chọn làm đạt cốt cao nhân, đó là tinh anh trong tình nhuệ. Chính là... Chết rồi, tôi quên nói với anh. Sao có thể chứ? Đây là vật gì thế? Sao trẫm chưa từng thấy ngươi sử dụng qua? Đây gọi là tàn quốc nhân pháp lôi đồn. Ngươi thật giỏi tự đắc về thân phận đấy. Thiên hạ này chỉ có ta với thân phận đạt cốt mới làm chủ lôi đình được. Ngoài ta ra, còn ai nữa? Đại tần các ngươi đã truyền dịch pháp môn này suốt hàng ngàn năm rồi, mà giờ lại phản bội bí pháp quốc gia của ta. Xem ra trên đất đại hạ chỉ toàn là lũ trộm cắp. Chỉ biết cuống đồ không biết cách sử dụng. Ngươi cười gì đấy? Ta cười một tên trộm lén lút lại dám càn quấy trên đất của đại hạ. Ta cười một kẻ ngồi trong hang quan sát bầu trời mà không biết trời cao đất rộng. Đại hạ đã truyền mạch hàng ngàn năm trời, các hiền nhân tiền bối đông như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Chỉ là vài đường hoa tay múa may mà bắt chước bậc thầy vẫn còn kém ta lắm. Ngay cả ngươi tên đạt cốt cũng được hưởng ơn phúc của Hoa Hạ, mà ngươi còn dám gọi ta là nô lệ sao? Này đại hoàng tử, ngươi đừng tự đắc quá. Nếu ngươi lấy trộm đồ của cái gì, hãy trả lại ngay lập tức. Ngươi tự hại mình thì cũng đành, nhưng ngươi lại còn muốn hại cả đại hạ ta nữa sao? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi đã âm mưu phản loạn lâu nay mà vẫn không hối cải, làm tổn thương ai đó. Sứ giả từ ngoại quốc đến đều là khách quý, nay ngươi lại còn khiến đại hạ ta phải bẽ mặt. Ta đang cứu các ngươi rồi còn gì? Các ngươi hiện giờ còn nói? Ngươi im đi. Ban đầu sứ giả quý quốc cũng chẳng định gì cả, trái lại chính là ngươi ra tay trước, khiến đại hạ phải mất mặt trước. Nay sứ giả đạt quốc chỉ đến để tìm ra hung thủ giết tướng quân Đồ Tể mà thôi, vốn không liên quan gì đến chúng ta, mà ngươi đã gây ra một đại nạn như thế, cũng chính là ngươi đã đẩy hoàng thượng vào đường cùng. Nếu không phải ngươi tự đắc hạ sát được tên Đồ Tể kia, thì đại hạ và đạt quốc đã có thể cùng có lợi rồi. Đại hoàng tử, nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ quỳ xuống nhận tội xin lỗi ngay. Phải cầu xin tha thứ, phải xin lỗi, để ta quỳ xuống trước mặt kẻ xâm lược đây. Hay là các người nghĩ một đạo sĩ âm dương tầm thường cũng có thể làm chủ đại hạ của ta sao? Long Mai đại hoàng tử, đại hoàng tử, ta nói lại lần nữa, ngươi triệu hồi được cơn gió lạnh bất ngờ kia không phải nhờ thủ đoạn gì. Đạo nhân đạt quốc này mới là bậc đạt đạo thật sự, tìm hiểu pháp mật của ta, chứ không phải nhờ vào chỉ biết đe dọa xuông của ngươi. Nếu hôm nay không chịu khuất phục nhường lại Giang Sơn, thì ta sẽ dùng lôi đồn hạng nhất để giết sạch cả nhà ngươi. Tốt lắm, hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi thấy ai mới là cháu, ai mới là ông. Ngươi chờ đấy. Đại hoàng tử, không thể vây vo, từ xưa đã truyền lại phương pháp khống chế điện lực và ngọn lửa. Loại sức mạnh này không thể bị cơ thể vật lý chống lại.
Đại hoàng tử, nếu hôm nay ngươi không hy sinh mạng sống của mình, thì ngươi còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nữa? Ta sẽ đứng ngay đây. Nếu nó có khả năng giết chết phụ vương, thì cứ ra tay đi. Hãy cho tên đại hoàng tử ngươi, ngươi thật là kẻ không biết báo đáp ân huệ của hoàng thượng, ngươi thực sự là một đứa con không hiếu. Súc vật, ngươi đúng là một tên súc vật. Nếu để một kẻ tội lỗi như ngươi lên kế vị ngôi vị thái tử, vậy thì Đại Tần truyền thống 300 năm sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Nếu không phải hôm nay trời quang mây tạnh, thì ta đã phải dùng sét đánh chết tên súc sinh ngươi rồi. Lôi đồn, lôi đồn, lôi đồn. Chỉ có thế thôi à? Giờ đến lượt ta rồi. Thiên nhân hoàn định, định số tuổi người, thiên hạ vô sự, đại cát đại lợi, bên trái lửa, bên phải sấm, hay ủng hộ ta. Phép thuật, lại là phép thuật, người rốt cuộc là ai vậy? Này đại hoàng tử, ngươi nên xử lý tốt thi thể của sứ giả Đạt Quốc, đừng để khi các vũ sinh của Đạt Quốc kéo đến, đánh bại thành trì, lúc đó ngươi hối hận cũng muộn rồi. Người đâu, lôi ra cho chó ăn. Thiên hạ vô sự. Châu Ái Khanh và các người nói đi, trẫm nên ban thưởng gì cho con trai trẫm đây? Tâu bệ hạ, dân biên cương đại hạ đang khổ sở lắm. Còn thần công mà đại hoàng tử vừa trình diễn, thì thần và ai ai cũng đều phải khuất phục. Nếu để đại hoàng tử đi trấn thủ biên cương, một là có thể an dân, hai là nếu quân Đạt xâm lăng, chỉ có hoàng tử mới đủ sức chống lại vũ sinh Đạt Quốc được. Đúng, đúng, đúng. Đại hoàng tử phải đi vì là thái tử, nên phải giả dạng thường dân đi thăm dò tình hình, cần quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Hoàng tử đã tra ra rồi, kẻ sát nhân đã sát lệnh tôn của ngài ngày hôm đó là dưới trướng vũ sinh Đạt Quốc. Không được. Biên cương phía Bắc đã đóng cửa rồi. Được, ta đồng ý. Ghét quá. Đại hoàng tử không chết thì người, còn nhiều điều phải làm lắm đấy. Biên cương phía Bắc hạn hán 10 năm, dân đói khổ không ra gì, liệu hắn có thể sống sót không? Tại Vương Thành và Châu Lâu Bản vẫn là lòng tin của ta, cho dù hắn có may mắn sống sót trở về, thì ta vẫn có thể xử lý hắn, đợi đến lúc đó. Đợi đến lúc đó, cho dù Giang Sơn là của ai, hoàng vị là của ai thì ta cũng làm hoàng hà. Ngài nói xem, sao ngài lại dám đồng ý mọi việc khổ sở như vậy? Cô nói xem, nếu Đạt Quốc biết ta đến, thì có phải chúng sẽ ôm đầu than khóc không? Ta đã nghe điều này từ lâu, huyện lệnh biên thần là họ hàng của Tam hoàng tử, ngài làm vậy chẳng khác nào vào hang cọp. Tối nay uống một ít, ta sắp xếp, đều được. Đại hoàng tử rốt cuộc có đang nghe ta nói không vậy? Người tốt, thương hai bọn ta, đã lâu không được ăn rồi. Trần Hóa Trạch tiên sinh đến đây là để kê đơn thuốc chữa trị cho dân chúng bị thiên tai. Rõ ràng là bạn vẫn còn 3 giờ để ngồi xuống, đi với ta đến nhà mồn. Không xây không về, uống đi, uống thêm chút nữa, uống. Đại nhân, hiện nay hai huyện ba huyện đều đang thiếu lương thực trầm trọng, hạn hán càng khiến mùa màng thất bát, ngài sao thế này chứ? Thành đại nhân chết thì liên quan gì đến ta, chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của ta sao? Bọn họ chết thì liên quan quái gì đến ta chứ? Ta nói cho mấy người biết này, Tam hoàng tử đã lên tiếng rồi. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là đẩy khó khăn cho đại hoàng tử, khiến hắn không thể ngẩng mặt lên để vào kinh thành. Đúng vậy, không thể ngẩng mặt lên. Đại nhân, đây không phải là vấn đề khó với ngài. Đại hoàng tử chỉ là một tên ngốc lớn thôi, ai ai cũng biết. Sợ gì tên vô dụng này chứ? Sợ rằng tên rắc rưởi này đôi khi không hiểu đâu, còn phải hỏi chúng ta nữa. Nhưng ta nghe nói thái tử điện hạ đã sớm hối cải, giờ đây cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Châu Long, đừng có lấy tay áo của người quẹo ra ngoài, đừng quên ngươi là người của ai. Cho dù hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng đã sao, ông trời không chịu mưa xuống, Diêm Vương lôi hồn đoạt mạng. Hắn dám đến, ta cũng dám nhấn chìm hắn chết ngạt trong hố phân. Đúng, nhấn chìm chết ngạt trong hố phân, ăn một miếng dưa muối mà toát mồ hôi, thật ngứa ngay phát điên lên. Đáng đời, đây không phải là thái tử điện hạ sao? To gan thật, Vương Ti diện kiến thái tử sao lại không quỳ? Vân tiểu thư, cô không thấy sao?
Hạ quan đang bàn bạc về tình hình thiên tai, thảo luận về pháp luật hiến pháp. Tình thế hiện nay khẩn cấp, ta thật sự không rảnh thân để đi được. Nhà môn là nơi nghiêm túc, đại nhân đang giải quyết việc quan trọng. Người ngoài không được phép vào, sao các người lại vào được? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thái tử điện hạ, Vân tiểu thư mời. Ta chỉ là kẻ nhàn rỗi, chỉ biết uống rượu, ngả lưng, say sưa trong tiền bạc. Ngài không phải là kẻ nhàn rỗi sao? Người cái gì? Những điều hạ quan nói đều đúng sự thật. Chẳng lẽ Thái tử điện hạ muốn phủ nhận sao? Còn định cãi lại ta nữa chắc? Trời ơi! Vẫn là một kẻ ngu muội. Ngươi dám đá ta? Đại hoàng tử, gọi ngươi là thái tử, ngươi thực sự nghĩ mình là thật sao? Không có Vương Trọng Đại Nhật phụ tá, là tên ngốc ngươi còn mơ tưởng gì quản lý quốc gia? Gan to bằng vàng, ngươi khắc phục ngươi chứ bọn ta không phục. Bọn ta nhất định sẽ lên danh dương tấu lên thánh thượng, tố cáo tội hôn quân vô đạo của ngươi. Làm thế nào để cai trị, ta tự có tính toán. Hai huyện của ta đều thiếu lương thực trầm trọng, hiện chỉ còn 300 bao lương thực và 500 lượng bạc. Ta xin hỏi thái tử định giải quyết thế nào đây? Ngươi làm chức vụ gì? Ta là chủ bộ của huyện này. Người đâu? Hãy giải tên này giam vào ngục tối. Đại hoàng tử, ngươi dám? Chủ bộ đại nhân chính là nhân tài xuất chúng của huyện ta. Ngươi làm vậy không sợ? Còn ngươi đang giữ chức vụ gì? Ta là Lưu Bản Kiền Khôn. Đừng quên ta chính là người của Tam Hoàng Tử. Người của Tam Hoàng Tử, vậy chặt đầu hết cho ta. Đại Hoàng Tử, ngài bị hồ đồ rồi. Ngay cả khi ngài muốn thiết lập quyền lực của mình, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của những người này, thì trấn áp Thái Bình càng thêm khó khăn. Ta vốn nghĩ Thái tử Điện Hạ đã sớm hối cải, không ngờ bản chất thật khó thay đổi. Vẫn là kẻ giết người không chớp mắt, khiến cho nơi bị thiên tai của chúng ta mất mùa. Thế mà ngài chỉ lo hưởng lạc. Chẳng lẽ giết người là có thể cảm động thần linh sao? Chẳng lẽ vị thái tử của triều đình chỉ là một tên phế vật cố chấp? Đừng lo lắng, ta sẽ cử người đến cầu mưa. Thật là vô đạo, nói khoác không à? Ngài có biết không, nơi chúng ta đang ở chính là vùng khí hậu khắc nghiệt. Mùa mưa không nhiều, lại còn hạn hán kéo dài 3 năm. Cầu mưa ư? Thái tử điện hạ chắc là chưa tỉnh ngủ, tự cho mình là thần tiên chắc. Dịch bệnh khiến trăm họ chết, hạn hán mất mùa, trần gian địa ngục. Đáng thương cho non sông đại hạ ta, giờ đây lại rơi vào tay tên phế vật này. Đại hạ triều lâm vào cảnh diệt vong. Vậy thì các vị hãy cá cược với ta nhé. Nếu ta có thể cầu mưa đến đây thì sao? Nếu người có thể cầu một cơn mưa, ta tự nguyện đến Ninh Cổ Tháp. Nếu làm được, ai tự trói tay chân mình người bùi đất, cái đầu này của ta sẽ là của người. Lời nói đã định. Đại hoàng tử, ngài điên rồi. Ngài tự nhảy vào hố chứ còn gì nữa. Viên Thiên Cao, nghe lệnh. Những năm qua có hàng ngàn đạo sĩ đến cầu mưa. Hắn ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử. Chẳng lẽ cũng định cảm động ông trời sao? Tên khốn này, khoảng cách đến ngày đại hạ sụp đổ không còn xa nữa. Năm đại hạn, dịch bệnh hoành hành. Cho dù cầu được mưa thì sao chứ? Thái tử điện hạ vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ thật sự sắp mưa rồi sao? Trừng phạt kẻ chết không phải là cứu chuộc. Đại hoàng tử, sao ngài không ra ngoài nhìn xem? Sao chỉ có sấm mà không thấy mưa vậy? Chắc là lão Long Vương không để mặt, chúng ta phải tự nghĩ cách thôi. Này, đừng chạm vào nó, đây toàn là báu vật của ta đấy. Vậy tiếp theo ngài định làm gì? Còn làm gì được nữa? Có rồi, hãy dùng đại bác để tiêu diệt tên khốn đó. Nghe không hiểu mấy thứ thần thần ứng ứng gì đó, ngài cứ làm mấy thứ vô dụng này đi. Sao, cô cũng không tin tôi cầu được mưa à? Nếu ngài có thể cầu mưa, ta sẽ gả cho ngài. Đi, ta đưa cô đi. Đại lễ pháo. Nhìn xem ta có gì ở đây, đây không phải chỉ là lãng phí sao? Tần Khôn, mưa đâu? Ta muốn xem người diễn trò đến bao giờ. Người vẫn muốn đẩy ải ta sao? Ta nói rồi, hôm nay người không thể cầu mưa được. Ta sẽ mạo hiểm tội danh Châu Cửu Long, chém đầu người. Bắn. Mưa đến.
Tần Khôn, ta không muốn ở đây chơi trò nhà ngươi đâu. Người đâu? Hộ tống Thái tử điện hạ về. Sao có thể như thế được? Nhìn kia, trời đang mưa to. Mưa, thực sự là mưa. Trời ơi, ngài đã mở mắt nhìn rồi. Nơi đây có Thái tử điện hạ hộ trì, đây chính là điềm lành của biên ải đại hạ ta. Bốn phương đều cầu mưa, giải trừ hạn hán, nhanh cứu giúp chúng thần tránh khỏi tai ương. Điều này là không thể, đây nhất định là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Là do mắt ta nhìn nhầm, không người nào hết. Không không không, ta có tội, ta đáng chết. Hạn hán kéo dài gặp mưa ngọt, sấm chớp dữ dội, ngài đúng là thần tiên. Vương tiên sinh, cái đầu của ngươi là tự tay người lấy, hay là ta giúp người lấy xuống? Đại hoàng tử, đừng đắc ý, đừng tưởng rằng chỉ vì xuống một trận mưa mà ngươi đã ghê gớm lắm. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ trong thành, văn nghệ biên mục sử thượng danh thuật. Ngươi tưởng rằng chỉ cần xuống một trận mưa là có thể trừ khử bệnh tật sao? Ngươi tưởng rằng Diêm Vương tha cho mọi người sao? Đại hoàng tử hãy nhớ kỹ, trận chiến này không thể dừng lại. Thái tử điện hạ, cảm tạ người cầu mưa ở đây. Chính là toàn gia nhà ta già trẻ đều khỏi bệnh. Cảm tạ điện hạ cứu chúng ta thoát khỏi nước lửa. Điện hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Ở đây được nửa tháng, vẫn chưa phát hiện động tính của A Cốt vô tội. Xem ra vấn đề phải được Long Thành điều tra. Đại hoàng tử, ngài thật lợi hại. Ta không ngờ cái đó lại, thực sự có thể khiến trời đổ mưa. Đúng rồi. Bảo bối của ta còn nhiều lắm. Còn có gì nữa? Cho ta xem. Này cô nương, mấy thứ đó sao có thể mang trên người ta chứ? Không. Ngươi lừa ta phải không? Ta sợ thấy rồi, ở ngay eo của ngươi. Đừng sợ bậy bạ. Đừng ngăn ta, khẩu súng này của ta. Xem sao, không phải. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ. Vương Sùng và những người khác dùng sách cấm bị xử tử. Quốc hạ liều mạng với Tam hoàng tử. Vốn tưởng Tam hoàng tử sẽ yêu dân yêu nước, không ngờ hôm nay mới thấy là hạ quan có mắt như mù. Xin Thái tử điện hạ trách phạt. Ta biết Chu tướng quân là người chính trực. Sau khi ta đi, vùng biên ải này tất cả đều giao cho các người lo liệu. Ta không làm được, ta chỉ có ít tài năng và ít kiến thức. Ta không thể đảm nhận những trách nhiệm quan trọng. Đây là sách lược trị quốc chuyên kiếm tiền của ta. Làm theo không sao cả. Lấy đi, đi nhanh, đi. Cái đó, thực sự muốn xem bảo bối của ta sao? Tất nhiên. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nó đâu rồi? Ta sợ thấy rồi. Chính là cái này. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tế. Phiền ngươi lần sau vào hãy gõ cửa, đi ra. Tên vô dụng đó thực sự cầu được mưa đến, nghe được như thế. Nghe nói bách tính vùng biên ải đều khỏi bệnh, nếu chuyện này truyền vào tai bệ hạ, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Bạn đã sẵn sàng chưa? Lão già đó sẽ chết sớm thôi, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Tại thời điểm này, tuyệt đối không thể để đại hoàng tử làm hỏng chuyện tốt của ta. Nhưng mà lưỡng tiên ba ngày nay, quả thực nó được đại hoàng tử quản lý một cách có trật tự. Giấy không gói được lửa đâu. Nàng quên rồi, Chu Long vốn là người của ta. Đừng lo lắng về điều này chút nào. Đại nhân, Chu đại nhân, xin cảm tạ Thái tử điện hạ. Người là binh quân của đại hạ ta, thực sự là thiên tử phụ mẫu quan nhân tử. Đại hạ giao vào tay Thái tử điện hạ, rất nhiều tiền rơi vào tay Thái tử điện hạ, quốc thái dân an. Đúng, quốc thái dân an. Chu đại nhân, hôm nay bách tính hai tuyến của ta đã liên danh dâng tấu, khẩn cầu Chu đại nhân vì Thái tử điện hạ thỉnh công. Vì Thái tử điện hạ thỉnh công. Vì Thái tử điện hạ thỉnh công. Người đâu, chuẩn bị ngựa vào thành. Chỉ cần để đại hoàng tử không thể quay về kinh thành là được. Hắn chắc chắn sẽ không trở về. Nếu không về, ta sẽ thông báo bằng bồ câu đưa thư. 3 vạn quân tinh nhuệ tự phát quét sạch. Hiện tại sợ là đã vây thành rồi. Nhưng dưới trướng đại hoàng tử chẳng phải có nhiều người tài giỏi sao? Chỉ cần đập vỡ một hoặc hai thì có gì đáng ngại đâu. Tứ đại kim cương của ta chỉ đứng sau Võ Thánh, là kẻ địch của vạn người.
30.000 binh sĩ tinh nhuệ, người này nhổ vào người kia, cũng đủ để nhấn chìm tên vô dụng đại hoàng tử kia rồi. Nước đại hạ xảo trá kia, mau giao ra đồ vật của nước ngù ta. Là vật gì? Tất nhiên là thiên hạ này, thành trì này, còn có ngôi vị của các người, hưởng thụ giang sơn hoa hạ của ta. Mỗi triều đại đều do vua Càn quản lý, liên quan gì tới nước ngù các người? Giang sơn thiên hạ, kẻ có tài đức thì chiếm lấy. Chỉ cần ngươi mở cửa thành nghênh đón, ta đảm bảo ngươi và bách tính trong thành sẽ bình an vô sự. Tàn sát dân thường, cưỡng hiếp phụ nữ, tàn bạo vô nhân tính, thua cả loài súc sinh. Các ngươi cũng xứng nói đến chuyện vô sự. Hôm nay có ta ở đây, lũ giặc các ngươi dám bước tới. Đại hoàng tử, ngươi đừng có giả bộ ở đây. Ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà dám phô trương thanh thế trước mặt ta. Thông tin khá linh hoạt nhỉ. Không lại nói cho người biết, tam hoàng tử của Đại Tần sớm đã là người của nước ngô ta rồi. Người bán yêu cầu vinh, ta nhất định phải giết. Nhưng trước đó, kẻ nào xâm phạm hoa hạ của ta, dù ở xa cũng phải giết. Tên vô dụng vẫn là tên vô dụng, vẫn dám giả bộ trước mặt ta. Bốn đại kim cương của chúng ta đều là địch thủ của vạn người. Đại hoàng tử, ngươi lấy gì để đấu với ta? Hôm nay ta cho ngươi biết, thế nào mới gọi là tội phạm thực sự. Ngũ hổ thượng tướng đâu rồi? Mạt tướng ở đây. Đừng sợ, năm tên này, lũ vô danh tiểu tốt các người dám chịu một kích của ta không? Giết lũ giặc, giết lũ giặc. Chúng ta vẫn còn 30.000 binh sĩ tinh nhuệ. 30.000 binh sĩ tinh nhuệ. Vào thời điểm đó, 830.000 quân Tào ở thành phố của chúng ta giống như những con tàu cỏ. Chỉ có 30.000 tên trộm dám làm những điều sau. Thợ săn Trương Phi ở đây. Ai dám quyết đấu sinh tử với ta? Ai dám quyết đấu sinh tử với ta? Trung Can Nghĩa Đảm, Bách Vũ ở phía trước. Giết! Cái gì? Ngươi nói đại hoàng tử phản quốc? Phụ hoàng, quả thực như vậy, đại hoàng tử không chỉ thông đồng với giặc hòa, còn đem quan viên ở hai cổng thành, tàn sát một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, đúng vậy. Bệ hạ, đại hoàng tử tàn bạo vô nhân tính, thậm chí còn mở toang cổng thành, đã cấu kết với bọn chúng tàn sát bách tính. Về kinh! Tên khốn này, tên nghịch tử này. Phụ hoàng, mau truyền ngự y, không cần nữa. Tất cả dừng lại rồi, ta cũng không thể về trời rồi. Tên khốn đại hoàng tử đó, phải bắt hắn trả giá. Phụ hoàng, thần xin đề nghị lập tức treo cổ bắt tên giặc này. Giết tên phản tặc, giết tên phản tặc. Đại hoàng tử không xứng kế thừa ngôi vị hoàng đế của ta. Con trai ta đều ở đây, nếu phụ thân giao quốc gia cho các con, thì các con sẽ xử lý nỗi nhục quốc thể như thế nào? Đại hạ ta phải làm thế nào để phát triển? Nghe theo sắp xếp của phụ hoàng, an cư lạc nghiệp ở kinh thành, bách tính an cư lâu dài mãi mãi. Nhị ca nói đúng, con nghe lời của hai vị huynh trưởng, ta có suy nghĩ, nếu đại hoàng tử không phản quốc, chắc chắn sẽ là một minh quân. Phụ hoàng, tên vô lại đại hoàng tử đã phản quốc. Tên giặc này để cho đại hạ ta mang nhục, tuyệt đối không thể nương tay. Nếu không thì uy danh quốc gia của đại hạ sẽ ở đâu chứ? Bệ hạ, xin tha thứ cho thần nói thẳng, quốc gia không thể một ngày không có vua. Tin rằng dưới sự phò tá của các lão thần, tam vị hoàng tử nhất định sẽ có thành tựu, kéo dài giang sơn đại thiên của ta ngàn năm vạn năm. Tên vua lại đại hoàng tử đó cứ để hắn nói, hắn cũng là một con chó không có ngả trong miệng. Đúng vậy, đúng không? Phải. Ta có vài điều muốn nói, các người hãy lắng nghe. 30 vạn quân, sao hắn có thể sống sót? Đại hoàng tử, ngươi rất ngạc nhiên sao? Tên phản tặc ngươi còn mặt mũi trở về sao? Những việc ngươi làm, để mặt mũi của bệ hạ, của các đại thần ngươi ở đâu? Đại hoàng tử, ngươi vậy mà đầu hàng giặc, tàn sát bá tính, ngươi đơn giản là không bằng lợn chó. Bệ hạ, thần nguyện xin trước tiên chém tên tặc này. Dừng tay! Tâu bệ hạ, đại hoàng tử một mình giữ trần quan, đã chém giết sạch quân Hoa và tứ đại kim cương, tô vẽ uy danh của đại hạ ta, thực là lương tướng của nước nhà. Nói bậy.
Đó là 30.000 binh sĩ tinh nhuệ, 3 vạn ấy mà, chỉ như 3 vạn cái bánh bao thôi. Đại hoàng tử ngươi ăn cũng phải mất nửa năm. Tứ đại kim cương là tinh anh của nước Hoa, võ lực chỉ đứng sau võ thánh Bạch Lang, điều này không thể nào, sao có thể như thế được? Tam đệ, làm sao người biết đó là 30.000 hay không? Khôn nhì, trẫm hỏi ngươi, nếu trẫm thật sự quy tiên, giao Giang Sơn cho ngươi, ngươi sẽ trị lý như thế nào? Đơn giản là muốn nước giàu, thái bình, thì nên nuôi dân với nông nghiệp, thực thi cải cách ruộng đất. Ngoài ra mở kênh đào, mở mang thương mại, không cắt đất, không đền bù, không thành toán. Thiên tử giữ cửa thành, quân vương chết vì kế hoạch. Phí thừa tướng thiết lập nội các. Đại hoàng tử, ngươi có ý gì? Bệ hạ, lão thần vì triều đình tận tâm tận lực, ngươi tuyệt đối đừng nghe lời gièm pha của đại hoàng tử. Hắn như chó dại cắn lung tung, muốn đẩy lão thần vào chỗ chết. Bệ hạ, phụ hoàng, việc đại hoàng tử phản biến vẫn chưa xác định, chỉ dựa vào lời nói của Vân Yên thì không thể tin được, không thể tin chỉ bằng lời một phía của Vân Yên được. Ta đã thấy tận mắt, làm sao không đáng tin? Thật sao? Vậy để tôi hỏi ngươi và các quan viên dưới trướng không? Đúng, nhưng những người đó đều như vậy thì phí lời ghi chữ. Loại phản tặc này đã đầu hàng giặc, lại còn muốn gây rối triều cương. Theo ta thấy, dưới lưỡi kiếm này của ngươi đều là lương thần của đại hạ ta. Bệ hạ, nếu người nghe theo ý kiến của đại hoàng tử, các đại thần chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn thây. Bệ hạ xin hãy suy nghĩ kỹ, những oan hồn chết oan kia biết nương tựa vào đâu. Đại hoàng tử, ngươi còn gì để nói? Không có gì để nói. Ngươi đương nhiên không còn gì để nói, bởi vì ngươi chỉ là một con súc sinh, tên vô dụng phản tặc. Bệ hạ, Chu Long tướng quân đang ở ngoài cửa, thần nghĩ chờ ngài đến thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chu tướng quân đến. Chờ chết đi đổ súc vật. Thần tham kiến bệ hạ, chấm đến hỏi ngươi. Chuyện đại hoàng tử giết huyện lệnh có thật không? Bẩm bệ hạ, không chỉ huyện lệnh, chủ bộc điển sử, toàn bộ huyện thành đều bị đại hoàng tử chém giết. Ta nói gì nhỉ? Loại súc sinh không mẹ dạy này, người nói thêm với hắn một câu cũng là lãng phí lời. Đại hoàng tử, muốn lôi kéo ta xuống nước. Người cũng, đại hoàng tử, người thực sự nên chết sớm hơn, như vậy người có thể sớm gặp mẹ của người. Bạn đã nhảy như thế này, như vậy mà kết quả vẫn như nhau, xem ra cái chết của mẹ ta liên quan gì đến ngươi. Đến giờ ngươi nghĩ ngươi còn có thể lật ngược tình thế sao? Hãy để ta nói cho ngươi sự thật. Châu Long, hắn là người của ta, ngươi cứ yên tâm đi chết đi. Bệ hạ, quan lại trong triều toàn là tham quan ông lại. Thái tử điện hạ giết bọn chúng một chút cũng không ngoan. Chuyện thái tử điện hạ một mình thủ thành, chính mắt thần đã thấy. Lòng dân hướng về đất nước Thái Bình, từ quan viên đến bách tính vùng biên này đều kính phục đại hoàng tử, là lương tướng của đại hạ. Đại hoàng tử tại vị là đại sự của đại hạ ta. Châu Long, ngươi phản rồi. Thần nguyện dùng tính mạng đảm bảo vụ án này. Chuyện tam hoàng tử cấu kết với A Quốc hoàn toàn là thật. Toàn là nói bậy. Bệ hạ, đây đều là lời nói dối không có chứng cứ. Có bằng chứng, ta đưa người. Đây là lời thỉnh nguyện của hàng chục vạn dân chạy nạn vùng biên ải. Ca ngợi thái tử điện hạ trị quốc giỏi, chữ ký có thể giả mạo, con dấu cũng có thể giả mạo. Chẳng lẽ chữ ký con dấu của hàng chục vạn bách tính biên quan cũng có thể giả mạo sao? Bệ hạ xin hãy suy nghĩ kỹ. Lão thần đối với đại thiên trung thành tuyệt đối. Đại hoàng tử thái tử điện hạ cầu xin người tha cho thần. Đại ca thần sai rồi, tất cả là cô ta, tên tiện nhân này. Đại hoàng tử, đừng nghe hắn nói nhảm, kẻ bị uy hiếp là ta, đều là hắn. Hắn uy hiếp ta, mong người tha thứ cho ta, về sau ta cái gì cũng nghe người, đều nghe người. Kể cả chuyện cái chết của mẹ người ta cũng biết, ta có thể nói cho người biết, ta đều. Khôn nhi, việc xử trí hắn chấm giao cho con quyết định. Lão già, ông thực sự muốn hắn giết ta. Hôm nay ta chết, ta sẽ kéo ông xuống nước, ta sẽ đánh chết ông. Phụ hoàng, mau mời Khổng Minh tiên sinh chữa bệnh kéo dài tuổi thọ. Ngô Thánh đại nhân, giờ chỉ có ngươi mới cứu được ta. Chỉ cần ngươi chịu đồng ý, Vân Yên cũng được, Hoàng hậu cũng được. Toàn bộ nữ tử trong đại hạ để ngươi muốn sao thì muốn. Giết ai? Đại hoàng tử và người cha khốn nạn của ta.
Thực ra người thân và bạn bè. Điều ta viết chính là trung thành, dẫn đường. Càn Nhi, chấm biết con có thủ đoạn thông thiên, nhưng chấm đã ghi sổ một lần, không cần cứu nữa. Có con làm chứng cho Giang Sơn Đại Hạ, chấm cũng yên tâm, con chính là niềm tự hào của chấm. Chấm còn có một chuyện không yên lòng, ba vị huynh đệ của con. Dù nó đầy giấy tội lỗi, nhưng dù sao cũng cùng họ với con. Chấm không dám mong con có thể chung sống hòa thuận với chúng, nhưng trong 7 ngày đầu tang chấm, cũng không muốn thấy các con tàn sát lẫn nhau. Nếu không thì, thật là chết không nhắm mắt. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chấm không dám mong con có thể chung sống hòa thuận với chúng, nhưng trong 7 ngày đầu tang chấm, cũng không muốn thấy các con tàn sát lẫn nhau. Ra đây. Bạch Lang Vạn Chiến chỉ cần người cũng biết mùi trên người ta, qua bao nhiêu ngày rồi vẫn đứng ở cửa thủ linh. Trung Khuyển thực sự là Trung Khuyển. Ngươi tới đây làm gì, đại ca? Đây là lời gì của huynh vậy? Phụ hoàng qua đời, ta với tư cách là con trai, chẳng lẽ không nên làm chút việc trong khả năng sao? Hôm nay ta cố ý tới đây giải cho cốt của người. Khi phụ hoàng còn sống, dặn không nên giết người. Đại hoàng tử, tại sao lại giả vờ là một người con hiếu thảo? Phụ hoàng qua đời người vui hơn ai hết, nhưng ta nói cho người biết, muốn kế thừa ngôi vị thì đừng hòng. Ta cho người một con đường sống mà người còn tới tự chuốc khổ. Đường sống ư? Để ta nói cho người biết thế nào là đường sống. Lão phu phò tá triều đình đại hạ mấy chục năm, mọi mối liên hệ trong triều đại này đều nắm chặt trong tay. Đây chính là đường sống của ta. Còn ngươi, ngươi bây giờ quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra, sau đó bỏ dưới háng ta, đây chính là con đường của ngươi. Xem ra không có gì để nói nữa, đây là ám khí gì vậy? Ngươi cầm cục sắt vụn giả vờ làm cao thủ cung đình à? Lại đây, đánh vào chỗ này. Đây là áo giáp mềm dệt từ tơ vàng mà mẫu thân ta mặc khi hạ táng. Đúng rồi, đây chính là thứ ta tặng cho vương thừa tướng, cũng chính là thứ ta đào quan tài của con súc sinh đó. Áo giáp mềm bằng vàng, làm bằng vàng mùa xuân. Trong phạm vi 10 bước không sợ đau thương. Đừng nói là tôi không cho bạn cơ hội. Nếu ngươi có thể làm ta bị thương dù chỉ một chút. Ta nói lần nữa, trước 7 ngày ta không động thủ, sau 7 ngày thì rửa cổ cho sạch. Đại hoàng tử đừng có dọa ta, lão tử không hề sợ. Hôm nay không ai ngăn được ta. Võ Thánh Đại Nhân, Võ Thánh Đại Nhân. Đừng gọi nữa, trên đời này chỉ có một Võ Thánh. Ta đánh cho dân tộc ta, để cho các phế nhân Hoa Hạ có thể nâng đỡ. Đại nhân, kẻ này hủy diệt uy danh thần thánh của quốc gia ta, còn dám tự xưng là võ thánh, tranh giành danh hiệu với ngài. Vùng đất không có bạo lực gia đình ở tỉnh đây, bằng phẳng thoải mái. Mới từng nói loại trị không được ngươi tồn tại. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chọc ngươi tức giận này. Tên quỷ tử không cần phiền phức như vậy. Nếu ngươi có thể tới gần hắn 3 bước, ta không chỉ quỳ xuống xin lỗi hắn, thậm chí dâng hiến cả đầu ta cho hắn. Đại hoàng tử, ngươi đúng là giống hệt con súc sinh mẹ chết tiệt của ngươi, ngươi mãi mãi không biết đau đến mức nào. Ách ngồi đáy giếng, ngươi biết trời cao bao nhiêu không?
Đúng vậy, đại nhân. Một. Sao có thể? Hai. Đại hoàng tử, chỉ còn một bước nữa thôi. Ngươi đợi đó cho ta. Chủ công có muốn chặt đứt tay chân chúng không? Xử lý thi thể đi. Trước khi thọ tang ta không muốn giết người. Cây đao thanh long diện nguyệt này dùng có thuận tay không? Công danh là ta có một món binh khí, trong phạm vi trăm trượng có thể lấy đầu tướng địch. Cái gì? Sao thế gian lại có thần khí như vậy? Con ngựa xích thố của ngươi cũng mệt rồi nên đổi đi. Ta mang cho ngươi một con tuấn mã mới. Theo ta tới đây. Đa tạ chủ công. Không nên như vậy, không nên như vậy. Ngài chính là võ thánh mà, sao lại thua tên quái vật mặt đỏ đó? Nhị ca, dưới trướng đại hoàng tử có rất nhiều người có tài. Nếu không nghĩ ra biện pháp, 3 ngày nữa sẽ là ngày chết của chúng ta. Vương thần, đêm qua ta chỉ biết Minh Văn Tông chỉ. Bạch Lang đại nhân nói như thế, còn có phương án đối phó quân lương súng ngắm. Đây là quy định khi báo cáo vi phạm mã, ta đã tản nhẫn đêm. Chàng quân của ta đưa vào bao trường đuổi tới, tay cầm cờ quốc gia ta nhất định sẽ đưa quản vũ đó. Tốt. Lời này của Võ Thánh khiến bọn ta hoàn toàn yên tâm. 7 ngày sau phía đông nam xuất binh, tam đệ, ngươi cùng Võ Thánh đem đại hoàng tử, giết chết bất luận thế nào. Này, 2 vạn nữ tướng Ngự Ninh quân, chính là tinh binh dũng tướng ta âm thầm huấn luyện. Cộng thêm 40.000 lính nước Ngô, Giang Sơn trong tay. 7 ngày sau cướp Ngọc Tỷ, Cổng Thành Dạ làm kiểu Á Quốc, có người vào thành hưởng nạn. Tiên đế đại hạ, văn thần võ đức, Ngọc Long thăng thiên. Tiên đế đại hạ, văn thần võ đức, Ngọc Long thăng thiên. Lão Tam, mày sốt ruột nhanh vậy sao? Lão Tam, mày sốt ruột nhanh vậy sao? Rõ ràng mày còn có thể ngồi thêm 3 canh giờ mà. Đại ca, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta với tư cách làm con, vật hoàng tịch thiên, chẳng lẽ ta không nên tới đưa tiễn người một đoạn sao? Lão Tam, trước khi chết ông ta còn bảo vệ cho mày. Ông ta sinh ra mày nuôi mày tới giờ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chỉ tại lão già ngu ngốc đó lại truyền ngôi hoàng đế cho mày. Nếu không sao ông ta lại rơi vào tình cảnh như thế này. Người chết là lớn nhất, người ngay cả người chết cũng không tha sao? Người chết ư? Ta quên nói cho người biết rồi. Hôm ta đào bộ mẹ ngươi, ta không chỉ tự tay lột quần áo của bà ta, ta còn bà ta. Đây là miếu, miếu đấy. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi cho ta cơ hội, ngươi làm gì xứng cho ta cơ hội? Ta nói thật cho ngươi biết, nhị ca và tứ đệ đã tới Kim Luân Điện, cướp lấy Ngọc Tỷ. Còn ngươi chiến đấu một mình khó thoát, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn tự sát đi. Tên tướng thối này chính là vốn liếng để mày hò hét đấy. Nam nhân đối với ta là tôn ti bất trung. Hôm nay ta có thần binh trong tay, ta muốn xem mày dùng quỷ tự thế nào. Ngươi hiểu lầm rồi, thắng ngươi không cần ta ra tay. Hồ Lương Quan, cái áo ngươi mặc là thứ gì vậy? Đừng lão sư làm dậy, ta cũng đấu với hắn, thật muốn lên quyền lực tứ phương về. Nhị gia, tên này võ trang đầy mình lại tới khiêu chiến với ngài. Tướng thua trận, trong mắt quan mỗ, ngươi chỉ là một đống đồng thau sắt vụn. Ngươi có biết con tuấn mã của ta quý giá thế nào không?
Vị vua thực sự của nước ta, siêu xe trăm vòng nhìn qua ngày đi nghìn dặm. Mỗi ngày đi hai lần cãi vã đánh nhau. Tô Thạc Lạp kết hợp động cơ mánh thú, tiêu thụ mỗi 100 km chỉ cần 5 lít xăng. Nhìn cho kỹ vào, đây là thần khí của Á Quốc, bà đào thổn chính, chém sắt như bùn, nhanh như tia chớp, chém sắt như bùn, nhanh như tia chớp. Vũ khí phụ có tên là Bazit, được chế tạo từ hợp kim nhôm thép trải qua xử lý đặc biệt, được làm bằng thép hợp kim nhôm được xử lý đặc biệt, sử dụng đạn 12 mm, một phát vào hồn, thần tiên khó cứu. Bạch Lang mau cút đi, ngươi quá già rồi, súng bắn tỉa ấm áp cao kinh, không chém người già trẻ em. Ngươi, ngươi, ta không tin cái đầu sắt cũ trong tay ngươi có thể thắng được minh khí của Á Quốc này, ta thề đấy. Đại ca, xin đừng giết tôi, ta có thể giúp người lên ngôi hoàng đế. Về sau ta nghe lời ngươi sai bảo. Đại ca ngươi tuyệt đối đừng giết ta, im miệng quỳ xuống cầu xin. Bán nước cầu vinh là bất trung, cấu kết Á Quốc hại Đại Tần ta là bất nghĩa. Phụ hoàng băng hà, đại phản Lâm Bài là bất hiếu. Tội của ngươi, ta để ngươi sống có công bằng với ai? Đại ca ngươi đừng giết ta. Lên xe, khởi giá đến Kim Luân Điện. Tất cả đều là của ta, thiên hạ này. Giang sơn này đều trong tay ta. Thả ta ra, ta giết các ngươi. Đồ rác rưởi, Vân Long tướng quân. Tướng quân Vân Long, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi chịu quy thuận ta, thì ngươi vẫn có thể an ổn làm đại tướng quân của ngươi. Nếu không, ta diệt cửu tộc của ngươi. Ngươi và ta mất tích thì sao? Coi bọn giặc ngu xuẩn này làm cha nuôi của ta, các ngươi thật vô lễ. Tâu bệ hạ, đại hoàng tử đã giết vào Sái Võ Môn. Ngươi nói cái gì? Đừng hoảng. Tuy quân Hoa chưa tới, nhưng 3.000 tinh binh của ta cũng không phải bằng giấy. Tướng quân Vân Long, ngài có nghe thấy không? Trước là ngươi, sau đó là con gái ngươi. Đại hoàng tử chém giết trên đường. Thế chết hôm nay khi không còn ai bên cạnh. Quyết chí hôm nay không ai địch nổi. Bây giờ hắn cách điện không tới 100 mét. Ngươi nói... Nói bậy, 3.000 giáp sư của ta ngay cả một tên vô dụng cũng chặn không nổi. Nhị ca, bây giờ cần phải kịp thời cản đại hoàng tử lại. Chỉ cần quân viện của ta tới, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Đại hoàng tử, người to gan quá, chưa lên ngôi đã dám hành hung. Người không coi Giang Sơn đại hạ ra gì. Người không coi phụ hoàng trong mắt người à? Phụ hoàng băng hà các người có lần nào quỳ lại không? Các người cũng xứng nhắc tới phụ hoàng. Lãnh thổ Hoa Hạ không dung ngoại tộc. Các người tự tiện mở cổng thành cho giặc Hoa vào cướp bóc giết hại. Ta không làm trong mắt các người còn sơn hà Hoa Hạ sao? Hôm nay ta lấy danh nghĩa thái tử, lấy hiệu lệnh đế vương đại cần, tuyên chỉ chém giết phản tặc, kế thừa di chỉ của phụ hoàng, để an ủi sơn hà Hoa Hạ. Hộ giá, hộ giá. Vân tướng quân, đa tạ thái tử điện hạ cứu mạng, mau đứng dậy. Kênh YouTube Súp Lơ Trung Hoa, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại hoàng tử, ta thừa nhận ngươi có bản lĩnh, nhưng đáng tiếc là thiếu ta một chiêu. Đại ca, theo ta thấy ngươi chỉ bằng sớm đầu hàng, cùng ta và Ó Quốc chia sẻ. Cùng ta và Ó Quốc ngươi, lão tứ, xương ngươi chắc thật cứng. Ngươi giả vờ thanh cao gì, quốc lực nước ta hùng mạnh hơn đại hạ thì sao?
Nước ta có năng lực mạnh mẽ, nhượng đất đai thì sao? Cho dù tặng thêm dân và nông phụ, đó cũng là lợi ích và tình cảm qua lại của hai nước. Ngậm miệng. Hoa Hạ nghìn năm không bị ngoại tộc xâm lấn. Ngươi và ta sinh ra trên mảnh đất này, nên lấy làm vinh dự vì giang sơn đất nước. Lấy huyết mạch Viêm Hoàng làm dược. Tôi không ngờ, cùng chung huyết mạch lại sinh ra mấy tên như ngươi. Ngay cả truyền thừa cũng bị các ngươi làm hỏng. Sao các ngươi còn dám mạo phạm nhị lang đại tần? Con cháu đại hạ, còn nhiều chuyện ngươi không ngờ tới đấy. Có cần ta giúp ngươi nhớ lại không? Càn Nhi, báo thủ cho mẫu hậu. Ta phải nói cơ thể của mẹ ngươi thật sự là mềm mại. Đại hoàng tử, này đánh ta, hãy đến và đánh ta. Cho dù là thiên quân vạn mã, cũng không sánh bằng tướng sĩ cao quý A Quốc. Chỉ là gà đất chó ngói, một bãi bùn nhão. Chỉ là ba kẻ trộm mà dám thách thức oai danh nước ta. Ai dám xuất chiến với ta, ngũ hổ? Tần Quốc khả niệm, Tần thật đáng ghê tởm. Cầu xin xuất chiến Bạch Khởi, Đồng Hán Bát Hổ. Giết, giết, giết. 30.000 binh sĩ tinh nhuệ rất mạnh mẽ. Phía sau ta là các bậc hiền thần danh tướng Hoa Hạ các đời. Ngươi chịu phục chưa? Tần Khôn, ta cầu xin ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta không dám nữa. Ngươi xem chúng ta cùng chung một huyết thống. Ngươi tha ta đi. Bán nước cầu trứng, phải chém không tha. Các tướng sĩ, cầm binh đuổi giặc. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Ta không muốn đánh nữa. Làm hoàng đế rồi, cứu mạng. Đừng, bệ hạ, ngài mau quay lại.